Vạn cổ chí tôn, Lý Vân Tiêu. Tập 20. Nhưng sau khi vào Chu gia, Tần Như Tuyết chỉ bị nhốt trong phòng, không ai đến gặp nàng, nhục nhã nàng. Hành động Tần Như Tuyết mới biết Lý Vân Tiêu dùng lời hứa cực kỳ quý giá đổi lấy nàng bình an trong Chu gia. Giờ phút này, khuôn mặt đẹp trai chồng lên ảo tưởng Tần Như Tuyết mơ mộng nhiều lần, nàng không kiềm được khóc toáng lên. Tần Như Tuyết khóc sướt mướt, càng lúc càng cảm thấy ấm áp, lạnh lẽo trong lòng dần bị xua tán. Trên thanh loan chiến hạm hiện ra một sàn tàu chậm rãi giáng xuống dưới chân Tần Như Tuyết. Ừm, Lý Vân Tiêu gật mạnh đầu nói. Chúng ta về nhà đi, từ nay không còn ai dám ăn hiếp nàng. Ai dám đụng vào một cọng tóc của nàng thì ta Chu cửu tộc, giết cả nhà tên đó. Mọi người biến sắc mặt. A, à, một câu nói thản nhiên chứa ma lực khiến người nghe lạnh thấu xương, toàn thân lạnh lẽo. Tân Bì biến sắc mặt, gã là cao thủ Vũ Hoàng Ngũ Tinh, tâm tình sớm đến trình độ không hề bận lòng nhưng không hiểu sao câu nói bình thản kia làm nỗi lòng Tân Bì dao động. Trong giọng nói chất chứa tang thương và coi rẻ, xem thiên hạ thương sinh như cặn bã, như nghiền con kiến, thật sự siêu nhiên, hờ hững. Trong thiên địa không còn gì, người nào đọng lại trong lòng hắn. Biểu tình của Tân Bì dần trầm trọng, ban đầu Tân Bì cảm thấy thiên phú của Lý Vân Tiêu không tệ, nhưng hắn chỉ là một thiếu niên. Bây giờ thiếu niên này cho Tân Bì cảm giác lạnh lẽo, cực kỳ nguy hiểm. Thiếu niên như thuốc nổ chôn sâu, sơ sẩy một cái tùy thời sẽ bùng nổ thịt nát xương tan. Huỳnh Dương gia như vậy, Chu gia cũng suýt tan nát, vậy Hoàng thất thì sao? Tân Bì hoảng sợ con ngươi co rút, lòng đè nặng tảng đá lớn. Đám người Chu gia biến sắc mặt, mắt đỏ ngầu tơ máu, hận không thể xông tới cắn nát Lý Vân Tiêu. Chu Dương Tiêu lấy một túi chữ vật ném mạnh ra, gần từng chữ. Đây là 5.500 vạn trung phẩm nguyên thạch, trên kim ô lôi đài người Chu gia ta tự tay nghiền từng khối xương của ngươi. Lý Vân Tiêu cười tủm tỉm nhẹ nhàng đi xuống sàn tàu, không thèm nhìn Chu Dương Tiêu cái nào, cất túi chữ vật đi. Lý Vân Tiêu bước tới trước mặt Tần Như Tuyết, vươn tay ra, dịu dàng nói. Chúng ta về nhà đi. Tần Như Tuyết khóc càng thương tâm hơn. Hu hu hu. Tần Như Tuyết vươn ta ra, một bàn tay to vững chắc cầm lấy tay nàng, đưa nàng chậm rãi bước lên chiến hạm. Cảm giác hạnh phúc bao bọc toàn thân Tần Như Tuyết. Chu Dương Tiêu tức điên. Ngươi! Lý Vân Tiêu coi rẻ làm Chu Dương Tiêu vừa rồi buông lời hăm dọa trở nên chẳng ra cái gì. Chu Dương Tiêu xấu hổ đỏ mặt như táo chín. Tân Bì nhìn xung quanh, trầm giọng nói. Vân thiếu gia, còn điều kiện gì nữa không? Nếu không còn xin hãy mang chiến hạm này nhanh chóng rời đi. Lý Vân Tiêu chắp tay. Ha ha, đa tạ Tân lão thành toàn. Lý Vân Tiêu cười nói. Ta chỉ lấy lại thứ thuộc về mình. Các vị, sau này còn gặp lại. Lý Vân Tiêu cười tủm tỉm nhìn hướng đám người, lớn tiếng nói. Vương thần huynh, đoạn thời gian này đa tạ quan tâm. Trình Phong đại nhân, Mặc Địch đại nhân, đa tạ quan tâm. Bách Lý Công Cẩn đại sư, đa tạ quan tâm. Vương thần khách sáo chắp tay, mỉm cười, nhưng nghe đến mặt sau thì nụ cười đọng trên mặt gã. Vẻ mặt áo địch già ngạc nhiên. Trình Phong, Mặc Đinh nhướng mày, mắt lóe tia sáng, hé môi. Bách Lý Công Cẩn sửng sốt, sau đó cười khổ. Lý Vân Tiêu thấy rõ biểu tình của mọi người, hắn mỉm cười vẫy tay chào. Một lát sau ánh sáng trên thanh loan chiến hạm yếu bớt, chiến hạm hóa thành luồng sáng bay hướng chân trời. Cặp mắt của trăm ngàn người nhìn chằm chằm thanh loan chiến hạm, mãi khi chiến hạm biến mất mới lấy lại tinh thần. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, mỗi người biểu tình khác nhau, có ý tưởng riêng. Chu Trường Phát nhìn đám người, lạnh lùng nói. Vương Mãng, Trình Phong, Mặc Địch, có phải các ngươi nên cho Chu gia ta một lời giải thích không? Chu Trường Phát nhìn Bách Lý Công Cẩn, lạnh băng nói. Còn có Bách Lý Đại Sư, viên đan dược vừa rồi rốt cuộc là sao? Ta rất muốn biết thật sự. Bách Lý Công Cẩn biến sắc mặt, tức giận quát. Chu Trường Phát, ngươi có ý gì? Chẳng lẽ nghi ngờ ta lén đổi đan dược hoặc hạ độc? Trường Phát đại nhân, đây là kế lì gián của tiểu tử này. Một nam nhân bước ra từ đám người, bộ dạng nho nhã lịch thiệp. Nam nhân chắp tay nói. Trước hôm nay ta chưa từng gặp qua người này, lúc gần đi hắn chào hỏi chẳng qua làm bộ làm tịch. Trường Phát đại nhân xin đừng trúng kế. Nam nhân này là chủ của Mặc gia, Mặc Địch. Tuy kế lì gián của Lý Vân Tiêu ấu trĩ nhưng người Chu gia đã tức giận đến mất lý trí,
cộng thêm bây giờ là thời kỳ nhạy cảm trước lúc Tu Di Sơn mở ra, bất cứ hiểu lầm nhỏ nào đều dẫn đến tai nạn lớn. Cho nên Mặc Địch phải nhanh chóng chạy ra giải thích. Đúng vậy, tiểu tử này cố ý lẫn lộn sự việc để lấy lợi, khiến tứ đại thế gia chúng ta nghi ngờ lẫn nhau. Trình Phong đứng ra nói. Bách Lý Đại Sư Đức Cao Vọng Vọng cũng bị tiểu tử này kéo xuống nước, thật đáng giận. Chu Trường Phát siết chặt nắm tay, tức giận quát. Các ngươi có ý gì? Ý là ta bị chúng kế ly gián con nít này đúng không? Mặc Địch, Trình Phong sửng sốt, sau đó im lặng không nói, lòng thầm oán trách, chuyện rõ ràng như vậy ngươi còn muốn nói thẳng ra, không sợ mất mặt. Mặc Địch, Trình Phong không dám tiếp lời. Chu Trường Phát là thái thượng trưởng lão của Chu gia, cao hơn hai người một bối phận. Mặc Địch, Trình Phong mặc dù là gia chủ của thế gia cũng không dám đụng chạm Chu Trường Phát. Huống chi Chu gia đang là núi lửa, lỡ chọc núi lửa phun hướng mình mới oan. Còn nữa, Vương Mãng, sao ngươi không đi ra nói gì? Chu Trường Phát trừng mắt quát to. Trong thời gian này người vương gia của ngươi mỗi ngày 10 cao thủ luân phiên giám thị Chu gia ta, có phải các ngươi cũng chưa bao giờ quen tiểu tử kia không? Một nam nhân mặc áo lụa thầm thở dài, nhìn hướng vương thần, gã nhếch môi cười khổ. Nam nhân buộc phải bước ra từ đám đông. Nam nhân cung kính giải thích rằng. Trường Phát đại nhân, đúng là chúng ta quen Lý Vân Tiêu nhưng chỉ giao dịch với hắn, cụ thể tình huống thế nào thì Ngọc Sơn công tử, Nguyên Hạo đại sư công hội thuật luyện sư rõ ràng. Trừ điều này này không còn liên quan gì nữa. Chu Trường Phát hừ lạnh một tiếng. Hừ, hay cho câu không còn liên quan gì. Chu Trường Phát bỏ qua Vương Mãng, quay sang nã pháo vào Bách Lý Công Cẩn. Bách Lý đại sư, ta kính trọng đại sư là hội trưởng công hội thuật luyện sư lục giai hoàng giai, ngạo thị ba nước nam vực. Nhưng viên đan dược vừa rồi có mấy vạn người nhìn, Lý Vân Tiêu tuyệt đối không thể dở trò trước bao gặp mắt. Ta muốn biết đây rốt cuộc là chuyện gì. Mặt Bách Lý Công Cẩn lạnh băng, đôi mắt lạnh lõ. Bách Lý Công Cẩn ở trong Hỏa Ô đế quốc nhiều năm, chưa từng có ai dám chất vấn lão thế này, huống chi ngay trước mặt hàng vạn người, không chừa chút mặt mũi cho lão. Công hội thuật luyện sư là tổ chức tồn tại độc lập, chỗ nào trong Thiên Vũ Đại Lục cũng có chi nhánh của nó, là tồn tại cực kỳ khổng lồ và siêu nhiên. Công hội thuật luyện sư không nghe lệnh bất cứ thế lực nào, dù là thần đô thánh vực cũng không được. Chu Cẩn biến sắc mặt, đứng ra mở miệng nói. Trường Phát huynh, chuyện này đúng là có điều lạ. Ta dám lấy mạng sống bảo đảm tuyệt đối không phải Bách Lý đại sư làm chuyện này. Cái chết của Chu bác trưởng lão làm mọi người rất đau lòng, chúng ta hãy tỉnh táo lại, bàn bạc kỹ hơn. Chu Cẩn biết Chu Trường Phát giận quá mất khôn, nếu không lão đã chẳng lỗ mãng đắc tội một thuật luyện sư lục giai hoàng giai. Chu Cẩn nhìn Bách Lý Công Cẩn sắc mặt âm trầm đen như lọ nồi, lòng thầm lo âu. Chu Cẩn lo Chu gia vì điều này chọc vào tai bay vạ gió. Nghiêm trọng hơn phát triển đến tình huống quý tộc Toàn Viêm Vũ Thành và công hội thuật luyện sư trở mặt, vậy hậu quả càng không tưởng tượng nổi. Tân Bì cũng nghĩ đến hậu quả, vội vàng nói. Bách Lý Đại Sư, Chu Trường Phát bị tức quá mất lý trí. Chuyện hôm nay Bách Lý Đại Sư cũng nhìn thấy rồi, bất cứ gia tộc nào gặp phải điều này cũng khó thể tỉnh táo lại. Bách Lý Công Cẩn sắc mặt âm trầm gần từng chữ. Chu Trường Phát, ta xem như chưa nghe những gì ngươi vừa nói. Nhưng công hội thuật luyện sư của ta từ nay không qua lại gì với Chu gia ngươi nữa. Bách Lý Công Cẩn dứt lời phẩy áo bỏ đi. Đám đông tranh ra một con đường cho Bách Lý Công Cẩn, lão rời đi, có mấy khí thế cường đại cũng đi theo. Bọn họ là võ giả đi theo Bách Lý Công Cẩn, trong tình huống vừa rồi tất cả đã sẵn sàng hành động. Chu Trường Phát thế mới hoảng hồ, hơi bình tĩnh lại, lão đã hiểu vừa làm chuyện siêu ngu. Hậu quả cắt đứt quan hệ với công hội thuật luyện sư là sau này khó thể có được sản phẩm luyện thuật cường đại, cung ứng huyền khí và đan dược cũng giảm thấp. Chu Trường Phát cực kỳ buồn bực, tức giận nghẹt thở. Muốn sửa lại mối quan hệ này Chu gia sẽ phải trả giá cực đắt. Thật là xúc động là ma quỷ. Chỉ tại tiểu tử Lý Vân Tiêu hại, hận, hận quá, hận chết. Mọi người nhìn biểu tình Chu Trường Phát hối hận, cười thầm trong bụng, vui sướng khi người gặp họa. Gia chủ ba thế gia khác híp mắt liếc nhau, trong lòng cười như hoa nở. Tân Bì lắc đầu, truyền âm cho Chu Trường Phát. Quan hệ với công hội thuật luyện sư còn đường sửa chữa, nhưng bây giờ nhức đầu nhất là Viêm Vũ Thành. Hành động của bọn họ rất kỳ lạ, lại bí ẩn khó đoán. Trước khi Tu Di Sơn mở ra đừng trêu chọc bọn họ. Cái gì? Chu Trường Phát tức điên,
sắc mặt âm trầm truyền âm lại. Chu gia ta làm sao nhịn được cơn tức này? Tân Bì liếc Chu Trường Phát, lạnh nhạt nói. Cơn tức quan trọng hay truyền thừa ngàn vạn năm quan trọng hơn? Trong khi Tu Di Sơn sắp mở ra đột nhiên nhảy ra Lý Vân Tiêu, người nghĩ đây là trùng hợp sao? Đối phương đùa Thanh Loan chiến hạm như đồ chơi, người tin đó là hắn thuê chiến hạm. Tân Bì nhìn Chu Trường Phát biểu tình cực kỳ khó xem, khẽ thở dài. Nhịn một lúc gió êm sóng lặng, Lý Vân Tiêu có thể tùy ý lấy ra Thanh Loan chiến hạm, muốn diệt Chu gia của ngươi dễ như nghiền con kiến. Trước thực lực cường đại đó ngươi nói gì đến sĩ diện? Biểu tình của Tân Bì dần lạnh lùng nói. Nếu Chu gia của ngươi tự tìm diệt vong thì ta không ngăn cản, nhưng nếu cản trở việc lớn Tu Di Sơn mở ra, khi đó Tân Bì ta là người đầu tiên diệt ngươi. Chu Trường Phát cũng biết Tu Di Sơn rất quan trọng, không cho phép có chút sai lầm nào. Chu Trường Phát nghiến răng ken két. Nếu giết tiểu tử này trên lôi đài sinh tử thì không còn gì để nói đúng không? Tân Bì gật đầu, nói. Đúng vậy, trên kim ô lôi thần đài, sống chết dựa vào bản lĩnh của mỗi người. Ngọc Sơn Thiên Phú không tệ, nhưng tuyệt đối đừng lơ là, tiểu tử này rất kỳ lạ. Chu Trường Phát hừ lạnh một tiếng. Đa tạ Bì đại nhân nhắc nhở, Ngọc Sơn hiện đang bế quan, còn 7 ngày nữa phá quan ra, khi đó tất nhiên rửa sạch mối nhục này. Tân Bì biết trong lòng Chu Trường Phát uất nghẹn, nói. Vậy thì rất tốt, cũng lấy lại chút mặt mũi cho quý tộc Hỏa Ô Đế quốc gia. Tiểu tử này, thôi, các người cứ cẩn thận hết sức là được, ta luôn cảm thấy chuyện này không đơn giản. Tâm tình Chu Trường Phát vốn nặng nề, nghe Tân Bì nói vậy càng khó chịu hơn. Chu Trường Phát sắc mặt khó xem nói. Ngọc Sơn là người có cơ duyên lớn, trong tiểu bối Hỏa Ô Đế quốc ai đánh lại hắn. Tân Bì biết tâm tình của Chu Trường Phát hiện tại nên không so đo, chỉ cười. Tân Bì nhìn Chu Cẩn, áo địch già, nghiêm túc nói. Hiện tại thế cục càng lúc càng phức tạp, phân phối danh ngạch vào Tu Di Sơn cũng sắp công bố. Lấy ra hết lực lượng cung phụng viện, phải giữ cho Thượng Dương Thành an toàn và ổn định. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tân Bì liếc qua Vương Mãng, Mặc Địch, Trình Phong, nói. Ba thế gia các người không được lơ là, lúc này buông xuống mọi tranh giành đấu đá, cùng chung sức ứng đối mọi tình huống có thể xuất hiện, tùy thời chờ nghe lệnh. Ba gia chủ vội vàng chắp tay, cung kính nói. Tuân lệnh. Tân Bì vừa lòng gật gù, mắt quét qua mọi người, lạnh nhạt nói. Tất cả thế gia, môn phái nghe kỹ đây. Trong thời gian này nếu có ai dám gây sự thì giết không tha. Ánh mắt Tân Bì lạnh băng liếc qua từng người, làm cả đám có cảm giác bị Tân Bì đặc biệt nhìn chằm chằm, sợ hãi thụt lùi mấy bước. Mặt bọn họ trắng bệch run cầm cầm cập. Một thanh âm bất mãn vang lên trong đám người. Hừ, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Lý Vân Tiêu kia gây chuyện lớn như vậy thì bình yên vô sự, còn chúng ta lại đe nẹt là giết không tha. Không khí quá yên lặng nên thanh âm dù nhỏ vẫn vang rõ to. Tân Bì tức giận, đây rõ ràng là tát mặt quá đau, tát vào mặt hoàng thất. Mắt Tân Bì như kiếm bén nhìn chằm chằm thân hình nhỏ gầy trong đám người. Người đó giật bắn, mặt không còn chút máu, như bị ném vào hầm băng. Ánh mắt lạnh thấu xương nhìn chằm chằm làm người đó run rẩy, lúc này mới phản ứng lại lỡ mồm mang họa. Tân Bì giơ một ngón tay, cơ thể người đó bay lên, bay cao đến 3, 4 thước mới ngừng lại. Mặc cho người đó vùng vẫy cỡ nào cũng không xuống được. Tân Bì phun ra hai chữ. To gan. Ngón trỏ điểm nhẹ. Bùm. Người đó nổ tung trong không trung, thịt vụn và giọt máu bắn tung tóe rơi xuống. Người bên dưới sợ hãi né ra, nhưng vì đám đông chật chội nên máu thịt rơi trúng nhiều người. Đám người kinh hoàng rối loạn. Tân Bì lạnh lùng nhìn đám đông. Ai còn có ý kiến gì không? Người bị Tân Bì nhìn sợ hãi chân nhũn ra, vội thụt lùi ra sau. Tân Bì lạnh lùng quét mắt một vòng, hừ lạnh một tiếng. Cút hết đi. Vù 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 vù. Đám người tản ra, tất cả thế lực Thượng Dương Thành tụ tập tại đây bây giờ tản ra hết. Người người giẫm đạp nhau, tiếng la lối ồn ào. Có người bị đạp dưới đất, không rõ sống chết ra sao. Một số cao thủ đại môn phái, đại thế lực dùng chân khí mở một con đường để người mình đi qua, khiến đám đông càng chật chội hơn. Phu Dung mở ra một khoảnh đất trống. Nhìn Đinh Linh Nhi rơi vào đăm chiêu. Vu Dung kêu lên. Tiểu thư, chúng ta cũng trở về đi. Đinh Linh Nhi lấy lại tinh thần, nhẹ gật đầu. Dưới Vũ Hoàng gặp nguy không sợ,
là dũng. Trong vạn người đến đi tự nhiên, là trí. Lý Vân Tiêu thật là người trí dũng song toàn, quả nhiên ta không nhìn lầm người. Vu Dung lặng im. Tuy rằng tiểu tử này trước khi rời đi dùng thủ đoạn hèn hạ nhưng nhận được hiệu quả không thể tưởng tượng. Hoàn toàn trở mặt với công hội thuật luyện sư là đả kích lớn cho Chu gia, nghiêm trọng còn hơn bị đả kích danh dự. Chu gia cũng sẽ có ngăn cách với ba thế gia khác. Vu Dung vô cùng cảm thán rằng, tiểu tử này giỏi thật, còn nhỏ tuổi đã có tu vi, thủ đoạn, trí tuệ như thế. Nếu để Lý Vân Tiêu tiếp tục phát triển sẽ rất đáng sợ. Mắt Đinh Linh Nhi chớp chớp sáng rỡ, cười kỳ dị. Trong tiểu lâu phương xa, Tân Như Ngọc nhìn đám đông giải tán, sắc mặt âm trầm. Ngón trỏ gõ mặt bàn lóc cóc, trong đầu Tân Như Ngọc suy tính điều gì? Tân Như Ngọc mở miệng hỏi. Nhạc Thúc Thúc nói xem tỷ thí 7 ngày sau Chu Ngọc Sơn có cơ hội thắng không? Nhạc Cửu Lâm dần hiện ra từ sau lưng Tân Như Ngọc, trầm giọng nói. Thể chất của Chu Ngọc Sơn kỳ lạ, bạc tình chi thân bẩm sinh, được Đoạn Tình Sơn yêu ái và truyền thừa, sau khi xuất quan thì trong số thế hệ trẻ Hỏa Ô Đế Quốc hiếm ai đánh lại. Nhưng mới rồi Lý Vân Tiêu đỡ một đấm của Chu Trường Phát mà không chết, dù chỉ là lực lượng dư âm thì vũ quân bình thường không thể ngăn cản được. Ta cảm giác thế lực sau lưng Viêm Vũ Thành trên cả Đoạn Tình Sơn. Mắt Tân Như Ngọc lóe tia sáng lạnh, kiêu ngạo hỏi. Hiếm gặp địch thủ trong thế hệ trẻ. Không biết hai người này so với nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ của ta thì sao? Nhạc Cửu Lâm mỉm cười nói. Tất nhiên là không bằng. Nhạc Cửu Lâm khom lưng nói. Hơn nữa Lý Vân Tiêu quá ngông cuồng, sợ rằng cánh chim chưa cứng đã chết hiểu. Chu Ngọc Sơn tuy được Đoạn Tình Sơn truyền thừa nhưng bản thân tư chất có hạn, chỉ đến trình độ đó là cùng. Tân Như Ngọc nhấp ngụm trà. Hừ, Nhạc Thúc Thúc đã xem thường Chu Ngọc Sơn. Phong tình thiên thư của Đoạn Tình Sơn tính trong toàn Nam vực cũng thuộc hàng đỉnh cao. Ngoài miệng Tân Như Ngọc xem trọng nhưng nét mặt thì khinh thường. Ha 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 ha. Nhạc Cửu Lâm bật cười nói. Phong tình thiên thư mặc dù bất phàm nhưng Thái tử Điện Hạ tu luyện hư không bảo kinh của Thụ Thiên Tông, so với phong tình thiên thư chỉ mạnh hơn chứ không yếu. Huống chi còn có nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ của Thiên Châu Môn, đệ nhất nhân thế hệ trẻ Nam vực đương thời chính là Thái tử Điện Hạ. Vẻ mặt tối tăm của Tân Như Ngọc mất sạch, gã mỉm cười nói. Công pháp của ba đại môn phái Hỏa Ô Đế Quốc thì ta nắm giữ hai, chỉ thiếu vong tình thiên thư của Đoạn Tình Sơn. Tiếc rằng mấy lần tới cửa thỉnh giáo đều bị từ chối, chờ Chu Ngọc Sơn tu luyện thành công ta chờ xem vong tình thiên thư có điểm gì lợi hại. Nhạc Cửu Lâm lộ vẻ cương triều nói. Thái tử Điện Hạ, công pháp chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất là tăng cao tu vi của bản thân, đây mới là đường ngay. Trong khi Thượng Dương Thành náo động ồn ào thì Thanh Loan chiến hạm lướt qua áng mây bay tới bên trên Vô Thượng Cung. Viêm Vũ Thành có Cửu Long Nhiếp Linh trận nhưng linh khí phạm vi mấy ngàn dặm đã bị giới thần bi hút sạch, không thể cung cấp thêm linh khí. Vô Thượng Cung tuy không phải linh sơn bảo địa gì nhưng có thể làm chỗ tạm cư trú. Lý Vân Tiêu đang nhằm mục tiêu vào Tụ Thiên Tông. Ba tông phái mạnh nhất Hỏa Ô Đế Quốc lấy Tụ Thiên Tông dẫn động, tiếp theo là Thiên Châu Môn, Đoạn Tình Sơn. Theo lý ra thực lực môn phái càng mạnh thì cướp chiếm tài nguyên càng nhiều. Nên trong phạm vi Hỏa Ô Đế Quốc, linh sơn bảo địa của ba đại môn phái dồi dào linh khí nhất. Tiểu tử Tề Phong rất có thể đã bước vào bát hoang cảnh, vũ tôn, dưới bát hoang hoành vũ uy chấn một phương, dù có dùng Thanh Loan chiến hạm tự bạo uy hiếp cũng vô dụng. Lý Vân Tiêu thở dài thườn thượt, cách tự bạo không thành công. Tần Như Tuyết đứng im bên cạnh ôm chặt tay Lý Vân Tiêu, dường như nàng đã ngủ say. Lý Vân Tiêu ngạc nhiên nhìn Tần Như Tuyết ngủ ngon, định đẩy nàng để rút tay ra. Lý Vân Tiêu giật mình nhưng cánh tay bị Tần Như Tuyết bắt chặt, hắn thử vài lần mà không thành công. Lạc lão sư, làm phiền dìu nàng, nữ nhân thật là quái vật, đứng cũng ngủ được. Lạc Vân Thường đứng sau lưng Lý Vân Tiêu, khuôn mặt bình tĩnh hơi gợn sóng, lòng phức tạp. Để ta, Lạc Vân Thường tiến lên trước, vỗ nhẹ lưng Tần Như Tuyết. Thế này Tần Như Tuyết mới thả lỏng tay. Để Lạc Vân Thường ôm vào phòng. Lý Vân Tiêu hô tay. Phù, rốt cuộc giải thoát. Lý Vân Tiêu gõ giữa trán một cái, luồng sáng bắn ra chiếu vào Vô Thượng Cung. Một giới thần bi khổng lồ giáng xuống, ánh sáng sặc sỡ nhiều màu lấp lóe vụt tắt, giới thần bi biến về tấm bia đá bình thường. Sâu dưới nền đất, linh khí trong Vô Thượng Cung điên cuồng ùa vào giới thần bi. Trực tiếp vào đi. Lý Vân Tiêu vỗ mấy pháp quyết.
Thanh Loan chiến hạm nhanh chóng thu nhỏ bay hướng giới thần bi. Lạc Vân Thường nhìn mỗi hành động của Lý Vân Tiêu, nhìn Tần Như Tuyết trong ngực mình, không biết sao nàng lộ nét mặt ai oán, than dài. Lý Vân Tiêu định ra ngoài chợt nghe Lạc Vân Thường ở phía sau hỏi. Tiểu tử, người ngốc thật hay giả ngu? Lý Vân Tiêu khựng lại, mỉm cười nói. Lạc lão sư hỏi thâm ảo quá ta nghe không hiểu. Lạc Vân Thường buồn bực nói. Biết ngay ngươi giả ngu, Như Tuyết nha đầu và Mộng Vũ, rốt cuộc ngươi thích ai? Chắc không phải muốn cả hai đi. Lý Vân Tiêu rối rắm gãi đầu. Lão sư nói gì kỳ, chúng ta chỉ là đệ tử Già Lam học viện, chẳng phải học viện quy định không được yêu đương sao? Lạc lão sư nói làm người ta đỏ mặt hết rồi. Lý Vân Tiêu, ngươi còn muốn giả ngốc sao? Lạc Vân Thường không hiểu vì sao nàng rất giận, cực kỳ tức giận đến muốn đánh người. Bỗng trước mắt hao lên, Lạc Vân Thường đã ở Phương Thốn Sơn, Lý Vân Tiêu và Thanh Loan chiến hạm biến mất. Giới thần bi và tinh thần Lý Vân Tiêu kết nối với nhau, trong phương thiên địa này hắn là thần linh, lòng máy động chớp mắt vượt vạn dặm. Lạc Vân Thường giật mình, khẽ thở dài. Tiểu nha đầu, dậy đi, hắn đã đi. Người Tần Như Tuyết khẽ run, xấu hổ ngước đầu lên, chớp chớp mắt to. Tần Như Tuyết đỏ mặt nói. Lạc lão sư nói xem Vân Thiếu gia có thích ta không? Lạc Vân Thường cười khổ nói. Nếu không thích tại sao mạo hiểm cứu ngươi? Nhưng, Tần Như Tuyết mừng rỡ, sau đó hồi hộp hỏi. Nhưng sao? Lạc Vân Thường than dài, vuốt nhẹ mái tóc Tần Như Tuyết, dịu dàng nói. Chỉ sợ hoa rơi cố ý nước vô tình. Con người Tần Như Tuyết trợn to, ngơ ngác cúi đầu. Lý Vân Tiêu đứng bên trên Phương Thốn Sơn, tình huống trong giới thần bi đều nằm trong thần thức của hắn. Thực lực tổng thể của ba tiểu tổ tiến bộ rất lớn. Thuật luyện sư trong Phương Thốn Sơn cũng đột phá, mỗi người khắc khổ tu luyện. Bởi vì trong giới thần bi cung cấp tài nguyên, có lẽ suốt đời bọn họ cũng không gặp được cơ hội như vậy nữa, loại kỳ ngộ này không ai chịu từ bỏ. Mộng Vũ, Mộng Bạch còn đang ngủ say, ban đầu hấp thu linh khí bên ngoài, nguyên khí trong giới thần bi hao phí cực nhanh, có dấu hiệu cạn kiệt. Lý Vân Tiêu trầm ngâm một lúc lâu, hắn vào Phương Thốn Sơn, bắt đầu tu luyện ngay trung tâm linh khí. Linh Sơn bảo địa chỗ vô thượng cung xem như trung đẳng trong Hỏa Ô đế quốc, ít nhất dồi dào hơn Viêm Vũ Thành nhiều. Nhưng đối với Lý Vân Tiêu thì còn kém xa. Lý Vân Tiêu bắt lấy một túi chữ vật ném xuống, ngón tay nhẹ chỉ. Bùm! Túi chữ vật nổ tung. Nguyên thạch chồng chất như núi một mảnh trăng xóa đổ rào rào xuống, làm hoa mắt người. Lý Vân Tiêu đôi mắt nghiêm túc, con người biến thành trăng khuyết đỏ máu, từng đợt lực lượng tinh thần tuôn ra hóa thành sấm sét giáng uống những nguyên thạch này. Ầm 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 ầm. 5.500 vạn trung phẩm nguyên thạch trong khoảnh khắc nổ tung. Nếu võ giả khác thấy cách Lý Vân Tiêu sử dụng nguyên thạch sẽ tức giận phát cuồng đập đầu vào tường. Người Chu gia nếu biết sẽ hộc máu chết. Những nguyên thạch này là số tài sản kếch xù đối với Chu gia, nhưng Lý Vân Tiêu tùy ý hoa phí. Linh khí như biển rộng khuếch tán bốn phương tám hướng hình thành biển linh khí, lan tràn dưới chân Phương Thốn Sơn như linh tuyền, liên miên chảy không dứt. Đôi mắt Lý Vân Tiêu trở về trong trẻo, hắn khoanh chân tĩnh tọa. Tạo hóa nhất khí, hút. Một tay Lý Vân Tiêu bắt ấn quyết không nhúc nhích, hắn như hóa thành tảng đá dưới chân núi, yên lặng tồn tại vô số năm dài. Hòa thành một với lòng núi, dung nhập vào đó. Linh khí như thực chất ập vào tứ chi của Lý Vân Tiêu, thẩm thấu vào mỗi một lỗ chân lông. Linh khí to lớn bao phủ nguyên thân hình Lý Vân Tiêu biến thành một mảnh mênh mông. Lý Vân Tiêu điên cuồng hấp thu linh khí, còn có cây non lúc trước hắn gieo trồng cũng khao khát hấp thu linh khí. Cây non nhìn rất bình thường nhưng tốc độ hấp thu còn hơn cả Lý Vân Tiêu. Đó là côn ngô thần thụ Lý Vân Tiêu mang về từ Nam Hải. Bị hắn trồng ở nguồn cội linh khí giới thần bi. Một người một cây hoàn toàn chìm đắm vào biển linh khí. 5.500 vạn trung phẩm nguyên thạch chứa linh khí khó thể đánh giá. Lý Vân Tiêu, côn ngô thần thụ hấp thu, linh khí khuyết tán ra Phương Thốn Sơn. Mọi người cảm nhận độ đậm linh khí xung quanh nhanh chóng dâng cao, bọn họ rất vui mừng, tập trung tu luyện. Độ linh khí trong Phương Thốn Sơn đậm đặc, một hang động sâu dưới lòng đất chậm rãi có thay đổi. Cái kén bao quanh Mộng Bạch như vật sống, cái kén bị Cửu Anh Tử Văn giao nhuộm màu đỏ rực đã biến trở về màu trắng tinh, lúc này kén tỏa ánh sáng chín màu nuốt chửng linh khí, tốc độ không thua gì Lý Vân Tiêu. 7 ngày sau, trong cái kén to trắng tinh bắn ra các tia sáng hình chín màu,
chiếu rọi hang động huyễn lệ. Thân kén dần trong suốt, các hoa văn nhỏ bé đều thấy rõ ràng. Lực lượng dâng trào đáng sợ không ngừng chấn động như có nhịp tim đang đập nhanh. Tần suất càng lúc càng nhanh truyền ra xa. Một thanh âm ngạc nhiên vang lên bên ngoài hang động. Đây là... Mấy bóng người bay vào trong. Tiêu Khinh Vương, Tiền Đa Đa, Năng Phi Trần, Lý Thuần Dương, bốn người toàn là cường giả vũ tông, cảm nhận được lực lượng dâng trào, bị hấp dẫn tiến đến. Lý Thuần Dương cực kỳ kinh ngạc nói. Thiên địa linh khí thật đậm đặc, trong cái kén to này là vật gì? Từ khi nào Phương Thốn Sơn xuất hiện thứ này? Năng Phi Trần nhíu mày nói. Chắc phải hỏi Vân Thiếu Gia, là Vân Thiếu Gia mang thứ này đến. Trong khi đám người sôi nổi bàn tán thì cái kén to nứt ra, lực lượng dâng trào điên cuồng tuôn hướng tám phương. Hang động bị đè ép sung ỉnh. Đám người toàn là cường giả vũ tông nên không sợ, bọn họ vận chuyển chân khí bảo vệ quanh thân, mặc cho lực lượng kia trùng kích vẫn bình yên vô sự. Tiêu Khinh Vương nhướng mày, giật mình kêu lên. Đây là lực lượng gì? Nó ăn mòn chân khí của ta. Ba người khác đồng cảm. Lý Thuần Dương hoảng sợ nói. Lực lượng này không cường đại nhưng có thể nhanh chóng tiêu hao chân khí, khủng bố quá. Nguồn phát ra lực lượng, cái kén nứt ra, một thiếu niên lõa thể mờ mịt bò ra. Thiếu niên đôi mắt mông lung, làn da tỏa ánh sáng chín màu, ánh sáng lấp lánh thần dị phi phàm. Lý Thuần Dương nheo mắt nói. Mộng Bạch. Lý Thuần Dương giật mình kêu lên. Là Mộng Bạch, Vân Tiêu mang hắn đi trị thương là đặt trong cái kén này. Mộng Bạch nhíu mày hỏi. Ta đây là... Đầu óc Mộng Bạch trống rỗng, gã cố gắng nhớ lại, hình ảnh dần rõ ràng hơn. Mắt Mộng Bạch bừng sáng, vẻ mặt hoang mang mất sạch. Mắt Mộng Bạch bắn ra tia sáng chói lòa. Mộng Bạch nhìn bốn người, kinh ngạc kêu lên. Tiêu đại nhân, lão gia tử, các người. Mộng Bạch chợt nhận ra mình trần truồng, mặt gã ửng hồng xấu hổ. Tiêu Khinh Vương ném cho Mộng Bạch một bộ đồ, y phục vừa bay tới giữa hư không thì bị ăn mòn. Chớp mắt thành cho không còn lại gì. A, à, đám người hoảng sợ nhìn nhau. Lý Thuần Dương trầm giọng nói. Mộng Bạch, hãy thu về khí thế trên người của ngươi. Mộng Bạch ngẩn ngơ, kinh ngạc nói. Thu về khí thế, ta không biết làm. Ngoài hang động đột nhiên truyền vào thanh âm. Đầu heo, ý thủ đan điền, ôm nguyên hợp nhất. Mộng Bạch reo lên. Sư phụ, người nói vọng vào chính là Lý Vân Tiêu. Mộng Bạch vội chìm chân khí vào đan điền, trong không khí tràn ngập khí ăn mòn dần bị hút vào cơ thể gã, hoàn toàn tịnh hóa. Lý Vân Tiêu lại ném một bộ đồ vào, Mộng Bạch nhanh tay mặc đồ. Xong xuôi Mộng Bạch mừng rỡ nói. Sư phụ, ta cảm giác toàn thân dồi dào sức mạnh, cảm giác cường đại chưa từng có. Mộng Bạch vui sướng hô tay, nơi quyền phong xẹt qua vách đá bị ăn mòn một cái lỗ to cỡ miệng chén. Bốn người Tiêu Khinh Vương ngơ ngẩn nhìn nhau. Đánh một đấm thủng lỗ không có gì, nhưng quyền lực của Mộng Bạch không mạnh, gã chỉ tùy tay vung, chân khí chứa ăn mòn quá mạnh. Nếu đối địch với người, đối phương phải dốc sức mạnh hơn gấp mấy lần mới phòng ngự được. Không tệ, thiên địa độc thân của ngươi đã được kích phát một phần nhờ vào độc huyết kích động, từ nay tốc độ tu luyện của ngươi sẽ hơn xa người khác. Vẻ mặt Lý Vân Tiêu hâm mộ khen ngợi. Thiên địa dị thể được trời ưu ái. Tuy hiện tại ngươi chỉ có thực lực võ sư nhưng đủ sức đánh một trận với đại võ sư. Hứa Hàn giật mình kêu lên. Võ sư. Mộng Bạch mừng rỡ cười to bảo. Ha ha ha, ta còn đang thấy lạ sao mình trở nên mạnh vậy, hóa ra ta đã là võ sư. Ngủ một giấc vượt qua một đại cảnh giới, oa, sư phụ tốt bụng quá. Sư phụ, cho ta ngủ thêm mấy giấc đi. Bốn người Tiêu Khinh Vương tim đập nhanh, suýt cắn trúng lưỡi. Bọn họ chỉ lo giật mình chân khí ăn mòn của Mộng Bạch, không để ý tu vi của gã. Bốn người điều tra mới biết Mộng Bạch là võ sư tam tinh. Mới vài ngày không gặp, sư phụ vượt một đại cảnh giới. Mấy ngày không gặp, đồ đệ cũng vượt một đại cảnh giới. Bốn người Tiêu Khinh Vương muốn đập đầu vào tường, tốc độ thăng cấp biến thái như vậy hỏi sao bọn họ sống đây. Lý Vân Tiêu cười nói. Hiện tại quan trọng nhất là tu luyện bá thiên luyện thế quyết. Nó có thể khai quật tiềm năng thân thể của ngươi trong mức độ lớn nhất. Con đường võ đạo không có cuối, chút xíu thành tích của ngươi còn chưa đủ bước qua cánh cửa. Tiêu Khinh Vương nghe Lý Vân Tiêu nói, cảm giác tự tôn kèm tự tin bị đả kích lớn. Tiêu Khinh Vương đổi đề tài. Vân Thiếu Gia, 7 ngày đã qua,
có phải ngươi định đi thực hiện ước hẹn với Chu gia? Con ngươi Lý Vân Tiêu co rút, cười nói. Đương nhiên phải đi. Vẻ mặt Lý Thuần Dương lo lắng trầm giọng nói. Ngươi hoàn toàn đắc tội Chu gia, tình huống không chết không ngừng. Trên lôi đài bọn họ sẽ tung đòn sát thủ. Theo ý ta không bằng rời xa Viêm Vũ Thành, tìm chỗ nào linh sơn sông lớn tu luyện đi, với thiên phú như ngươi không bao lâu sau có thể trở về tìm bọn họ tính sổ. Lý Vân Tiêu cười nói. Cần gì rắc rối vậy? Chỉ là một đệ tử quý tộc bình thường, chưa đáng lọt vào mắt ta. Lý Thuần Dương nói. Ta lo là dù ngươi thắng cũng không đi được, Chu gia sừng sững mấy ngàn năm trong Hỏa Ô đế quốc, vượt qua bao sóng to gió lớn, làm gì không đối phó được ngươi. Lý Thuần Dương là tướng lĩnh của Thiên Thủy Quốc, e ngại giai tầng quý tộc Hỏa Ô đế quốc đã ăn sâu vào trong máu. Tiêu Khinh Vương cũng vậy, bọn họ không lo Lý Vân Tiêu không thể thắng mà sợ hắn dù thắng cũng không an toàn rút lui được. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói. Nếu không thể an toàn rút lui cùng lắm lấy thanh loan chiến hạm ra tạc nổ Thượng Dương Thành là xong. Cái này. Đám người nghẹn lời, sau cùng cười khổ lắc đầu. Lý Vân Tiêu cười cười, mặc kệ bọn họ. Lý Vân Tiêu tiến lên một bước, biến mất trong giới thần bi, xuất hiện trong vô thượng cung. Huyền Lôi Kinh Vân Hống luôn canh giữ bên cạnh Côn Ngô Thần Thụ chợt mở mắt ra, lộ vẻ mừng rỡ. Thân hình Huyền Lôi Kinh Vân Hống dần biến mất, giây sau nó xuất hiện trước mặt Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu cười vuốt lông Huyền Lôi Kinh Vân Hống. Không sai, quả nhiên là tạp giao yêu thú, nhanh vậy đã đến đỉnh Vũ Tông. Chờ ta có rảnh tìm ít dược liệu cho ngươi đột phá trói buộc ngũ hành cảnh, lên trình độ cao hơn. Dường như xúc sinh này nghe hiểu lời Lý Vân Tiêu nói, Huyền Lôi Kinh Vân Hống hưng phấn vặn vẹo cọ người hắn. Trong đám người có lẽ Huyền Lôi Kinh Vân Hống tin phục Lý Vân Tiêu nhất, bản năng yêu thú khiến nó cảm nhận được nhân loại này đáng sợ và cường đại. Lý Vân Tiêu cười phá lên vỗ đầu Huyền Lôi Kinh Vân Hống. Ha 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 ha, bây giờ ngoan chút, lát nữa nhớ Oai Phong làm ta nở mặt. Lý Vân Tiêu leo lên Huyền Lôi Kinh Vân Hống bay đi Thượng Dương Thành. Huyền Lôi Kinh Vân Hống bốn chân đạp tia chớp bay nhanh trên bầu trời, rất là đồ sộ. Trong giới thần bi, linh hồn Lý Vân Tiêu vẫn đang tĩnh tọa tu luyện. Đoạn Việt đột nhiên xuất hiện nhìn linh hồn Lý Vân Tiêu, hỏi. Ngươi thật sự định đi ứng chiến? Nếu ngươi chết thì ai phụ trách giải phong ấn cho ta? Lý Vân Tiêu không mở mắt ra, hầm hừ nói. Nếu ta chết thì ngươi chờ bị phong ấn suốt đời đi. Đoạn Việt chửi thề. Tổ cha nó. Đoạn Việt lười biếng nói. Nếu sắp chết nhớ la một tiếng, ta nhảy ra vác ngươi bỏ chạy. Đoạn Việt ngập ngừng, bổ sung thêm. Nhưng tên biến thái nhà ngươi mạnh đến đâu thì bản thân ta cũng không nhìn thấu được. Một đệ tử quý tộc bình thường, tuy ta chưa thấy mặt nhưng muốn thắng ngươi thì đúng là mơ mộng hão huyền. Mới có mấy ngày ngươi lại tiến giai thêm một tinh. Sau này ngươi dám nói với ta mỗi lần tiến giai khó khăn cỡ nào thì ta thể sẽ bóp chết ngươi. Lý Vân Tiêu híp mắt, mỉm cười nói. Đừng nói ta ngươi tích lũy chân khí đủ sức xung phá bình cảnh Vũ Hoàng Nhị Tinh, tiến vào Tam Tinh đúng không? Ngươi biết ta dùng bao nhiêu nguyên thạch mới lên Vũ Quân Nhị Tinh không? 5.500 vạn khối trung phẩm nguyên thạch dùng hết sạch. Đoạn Việt giật mình kêu lên. Cái gì? Đoạn Việt tức tối dậm chân. Phá của. Người đúng là đồ phá của, hèn chi ta thấy sao linh khí đột nhiên đậm đặc không bình thường. Lý Vân Tiêu hầm hừ. Chiếm lợi còn cầu nhau gì, nếu không có ta đại công vô tư hiến dâng hết linh khí trong nguyên thạch thì sao ngươi có thể nhanh chóng chạm đến bình cảnh Vũ Hoàng Tam Tinh được. Lý Vân Tiêu tiếp tục nhắm mắt lại không nói gì thêm. Đoạn Việt hầm hừ mắng vài câu, lắc người biến mất tại chỗ, phương xa văng vẳng thanh âm. Lúc sắp chết nhớ kêu ta, đừng cố sĩ diện. Lý Vân Tiêu ngồi trên lưng Huyền Lôi Kinh Vân Hống mỉm cười nhỏ giọng nói. Muốn giết ta, trong nam vực này chưa có ai làm được. Một tia chớp xẹt qua không trung, Huyền Lôi Kinh Vân Hống mang theo tia chớp bay nhanh hướng Thượng Dương Thành. Sau khi Lý Vân Tiêu đại náo Chu gia thì Thượng Dương Thành sôi trào. Khiêu khích quyền uy của bốn đại gia tộc, mấy ngàn năm qua lần đầu tiên có trường hợp này. Bảy ngày qua đầu đường cuối ngõ toàn tám nhảm chuyện này, há mồm là nhắc đến Chu gia. Nếu không sẽ tỏ ra mình nhà quê thiếu thông tin, mất mặt. Đặc biệt thế lực các nơi nhìn chằm chằm vào Viêm Vũ Thành. Thế lực mới nổi này lần đầu tiên tiến vào tầm mắt toàn bộ thế lực Hỏa Ô đế quốc, bọn họ muốn nhìn thấu Viêm Vũ Thành, nhìn xem Viêm Vũ Thành dựa vào cái gì mà dám khiêu khích Chu gia.
Mọi người chờ đợi ngày tỉ thí, hồi hộp và hưng phấn còn hơn bất cứ ngày lễ nào. Có người đầu óc thông minh bày nhiều bàn cá cược, thoáng chốc làm ăn nườm nượp tiền vô đầy túi. Trong một bàn cá cược, một thanh niên kiêu ngạo ném nguyên cái túi nguyên thạch ra. Ta cược 1 vạn trung phẩm nguyên thạch Chu Ngọc Sơn thắng. Đám người hoảng sợ, đa số người cược Chu Ngọc Sơn thắng, dù sao Chu gia dâm uy đã lâu, thực lực cường đại bày ra đó, nhưng hiếm ai đặt nhiều nguyên thạch như thế. Nhà cái giật mình nhìn con bạc, thanh niên da trắng trẻo, mặt hơi xanh, dáng vóc bất phàm, toát ra khí thế không giống người bình thường. Nhà cái không dám chậm trễ, vội vàng kiểm kê nguyên thạch. Không sai, đúng 1 vạn khối trung phẩm nguyên thạch. Nhà cái cẩn thận cất tiền, nhìn thanh niên, hỏi. Vị đại nhân này xác định đặt cược mua Chu Ngọc Sơn thắng. Thanh niên lộ vẻ đắc ý kiêu ngạo nói. Đương nhiên, Chu công tử chính là tấm gương của thế hệ trẻ trong Hỏa Ô đế quốc, còn là môn nhân của Đoạn Tình Sơn, chắc chắn Chu công tử thắng. Người xung quanh nghe vậy giật mình, vểnh tai lắng nghe, muốn nghe thanh niên giải thích. Ai ngờ thanh niên ngậm miệng không nói thêm. Một người không kiềm được hỏi. Nhưng Lý Vân Tiêu thành chủ Viêm Vũ Thành cũng có thực lực siêu phàm. Hôm ở Chu gia, Lý Vân Tiêu trúng một chưởng của lão gia tử Chu Trường Phát mà vẫn bình yên vô sự, rất kỳ dị. Ta chính mắt nhìn thấy, tuyệt không giả dối. Mọi người reo lên phụ họa. Đúng rồi, có thể đối kháng với Chu lão gia tử thì 100 Chu Ngọc Sơn cũng không đủ cho Lý Vân Tiêu nhét răng. Thanh niên khinh miệt nhìn người đó, cười khẩy nói. Một vũ quân đối kháng với Chu lão gia tử Vũ Hoàng. Ngươi đang nói chuyện cười phải không? Nhìn ngươi đầu to mà ỏng óc chứa trái nho sao? Thanh niên thấy người kia định phản bác thì hắn lại trào phúng. Cho ngươi biết, lúc trước Lý Vân Tiêu dùng lục giai cổ linh phù mới chặn lại được công kích của Thái Thượng trưởng lão. Ngươi biết lục giai cổ linh phù là gì không? Nó tương đương với huyền khí lục giai, là vật phẩm tiêu hao chỉ dùng một lần. Lý Vân Tiêu tương đương phế một món huyền khí lục giai mới nhặt về cái mạng. Vũ quân bình thường, hừ. Trước khi Chu Ngọc Sơn được Đoạn Tình Sơn yêu ái đã là vũ quân. Mọi người hiểu ra. Thì ra là vậy. Mọi người mắt lộ hưng phấn đua nhau đặt cược cho Chu Ngọc Sơn. Nhưng vẫn có người cẩn thận hỏi. Thứ lỗi cho ta nói thẳng, vị đại nhân này làm sao dám chắc chắn như vậy? Thanh niên lộ vẻ mất kiên nhẫn, lạnh lùng nói. Đây cũng không phải bí mật gì, nhiều người đều biết. Thanh niên liếc đám người, đắc ý nói. Các ngươi có nghe nói qua Tử Cực Thương Hội không? Một người kinh ngạc nói. Tử Cực Thương Hội. Người đó giật mình kêu lên. Là một trong thương minh thất đại thương hội, được gọi là đệ nhất tình báo thiên hạ, Tử Cực Thương Hội. Người đó rùng mình, hoảng sợ nói. Hay tin tức của đại nhân truyền ra từ Tử Cực Thương Hội? Một người khác lộ biểu tình khó tin lắc đầu, nói. Đồn rằng Tử Cực Thương Hội có tình báo đệ nhất thiên hạ nhưng cũng rất đắt giá. Bất cứ tin tức nhỏ bé không đáng kể nào đều bán với giá trên trời, người bình thường không mua nổi. Thanh niên mỉm cười lấy ra 2 quyển sách nhỏ hơ trước mặt mọi người, cười gian. Các vị nói đúng, nhưng Tử Cực Thương Hội vì đánh bóng tên tuổi cố ý in ấn sách nhỏ tình báo, bên trên ghi kỹ càng các loại tin tức, so sánh thực lực giữa Lý Vân Tiêu và Chu Ngọc Sơn. Bình thường bọn họ ăn cái gì, lên giường kéo dài mấy phút cũng ghi rõ ràng. Các vị nếu không tin hãy nhìn xem. Mọi người nhìn kỹ thì thấy trên 2 quyển sách nhỏ ghi, Lý Vân Tiêu, bí mật kinh thiên sau lưng Viêm Vũ Thành, Chu Ngọc Sơn và câu chuyện bí mật hấp dẫn cùng Đoạn Tình Sơn. À, còn có loại này, đại nhân, có thể cho chúng ta mượn xem không? Thanh niên nét mặt xa sầm, cất 2 quyển sách nhỏ, cười khẩy nói. Thứ này 1000 trung phẩm nguyên thạch 1 quyển, ta bỏ số tiền lớn ra mua, sao có thể cho đám dân nghèo các ngươi xem? Muốn đọc thì tự đi mua. Bán trên đường Hoàng Thành, chỉ có 1000 quyển, bán xong thì ngừng. Chỉ có 1000 quyển. Mọi người giật mình, súm lại bàn tán. 1 quyển mắc quá, hay mọi người hùn tiền lại mua rồi cùng nhau xem. Có người cẩn thận hỏi. Thứ này, chắc không phải giả đi. Giả cái đầu ngươi, đồ của Tử Cực Thương Hội sao mà giả được. Đi nhanh. Mọi người chen lấn nhau chạy hướng đường Hoàng Thành. Cảnh tượng tương tự xảy ra ở phố lớn ngõ nhỏ trong Thượng Dương Thành, chốc lát sau hầu như mỗi người cầm 1 quyển sách nhỏ đọc kỹ càng. Thanh niên cười tủm tỉm xoay người tiến vào một ngõ hẻm vắng người. Chợt một thanh âm vang lên. Cổ Vinh đại sư là người Viêm Vũ Thành nhưng mua Chu Ngọc Sơn thắng,
không sợ Vân thiếu gia biết sẽ chặt đầu của đại sư xuống sao? Thanh niên giật mình vụt xoay người, thấy một thiếu nữ thanh xuân cười tủm tỉm nhìn gã. Thanh niên tiểu tử này Cổ Vinh, thấy rõ thiếu nữ thì thở phào nhẹ nhõm. Cổ Vinh cười nói, hóa ra là Đinh Linh Nhi tiểu thư, làm ta hết hồn. Cổ Vinh cười khổ nói, Vân thiếu gia tuy lợi hại nhưng có chênh lệch khá lớn với Chu Ngọc Sơn, ta chỉ muốn thắng ít tiền tiêu vặt, xin Đinh Linh Nhi tiểu thư đừng nói cho Vân thiếu gia biết, nếu không hắn sẽ đánh chết ta. Đinh Linh Nhi cười mắng, hay cho Cổ Vinh, dám lừa cả ta, ở bàn này ngươi đặt 1 vạn nguyên thạch, nhưng giả mấy thân phận khác ở nơi khác mua Lý Vân Tiêu thắng, khoảng hơn 300 vạn đi. Hơn nữa số lượng còn đang tiếp tục gia tăng. Cổ Vinh cười tủm tỉm vuốt chòm râu nói, Thiên Nguyên Thương Hội suốt ngày làm chuyện không đâu, bám theo ta vui lắm sao? Hay Đinh Linh Nhi tiểu thư để ý ta? Chậc chậc, Linh Nhi tiểu thư là cấm luyến của Vân thiếu gia, ta không dám mơ tưởng. Mặt Đinh Linh Nhi đỏ rực. Phi, miệng ngươi sạch sẽ chút. Đinh Linh Nhi giận dữ nói, nếu còn nói nhảm ta sẽ cắt lưỡi ngươi. Ngươi thật to gan, dám giả mạo Tử Cực Môn bán tin giả, không sợ người Tử Cực Môn ngàn dặm truy sát sao? Đừng nói ngươi chỉ là thuật luyện sư tam giai bình thường, dù có là lục giai như Bách Lý Công Cẩn cũng không dám mạo danh Tử Cực Môn. Cổ Vinh bất đắc dĩ xòe tay nói, nghiêm trọng vậy sao? Tất cả là Vân thiếu gia lên kế hoạch, trời sập thì có Vân thiếu gia đỡ. Cổ Vinh không biết Tử Cực Thương Hội lợi hại khủng bố cỡ nào, nhưng gã tôn sùng Lý Vân Tiêu đến mù quáng. Miễn là Vân thiếu gia nói thì chắc chắn đúng. Đinh Linh Nhi cười khổ nói, Lý Vân Tiêu này, ta nên nói hắn gan góc hơn người hay nói tuổi trẻ vô tri? Dám lấy Tử Cực Môn ra giỡn, đó là nơi có cường giả Vũ Đế tọa trấn, những tiểu môn tiểu phái nam vực không thể so sánh được. Cổ Vinh giật nảy mình, Vũ Đế ở trong khái niệm của gã gần như vô địch, khó thể tưởng tượng. Thiên Nguyên Thương Hội và Tử Cực Thương Hội cùng nằm trong ban quản trị Thương Minh Thất Đại Thương Hội, chắc biết rõ lẫn nhau. Cổ Vinh hỏi dò, trong Thiên Nguyên Thương Hội chắc cũng có cường giả Vũ Đế. Đinh Linh Nhi cười cười không trả lời, nàng đổi đề tài. Vân thiếu gia thật sự có nắm chắc thắng được Chu Ngọc Sơn. Theo ta biết thì Chu Ngọc Sơn có thể chất rất kỳ lạ, thích hợp tu luyện công pháp của Đoạn Tình Sơn. Vì thế Đoạn Tình Sơn xem Chu Ngọc Sơn là truyền nhân vô cùng quan trọng, Chu Ngọc Sơn sớm đột phá đến Vũ Vương ngũ hành cảnh, muốn thắng thì rất khó khăn. Giọng điệu Đinh Linh Nhi càng lúc càng trầm trọng, đôi mắt nhìn Cổ Vinh chằm chằm quan sát kỹ từng nét mặt. Cổ Vinh bị Đinh Linh Nhi nhìn hết hồn, như thể suy nghĩ của gã bị đối phương xuyên thấu. Cổ Vinh giật nảy mình, gã là thuật luyện sư tam giai 100%, sao có thể bị một ánh mắt làm linh đài thất thủ. Cổ Vinh hoảng hốt, Đinh Linh Nhi tuyệt đối không đơn giản. Đinh Linh Nhi tiểu thư nếu có quan hệ thân thiết với Vân thiếu gia thì nên tin tưởng vào Vân thiếu gia. Cổ Vinh thu lại bộ dáng bất cần đời, vẻ mặt nghiêm túc nói. Từ ngày ta quen Vân thiếu gia dù đối thủ mạnh cỡ nào thủ Vân thiếu gia chưa từng thua, đừng nói Chu Ngọc Sơn là Vũ Vương, dù hắn có là Vũ Tông, Vũ Hoàng thì ta vẫn không chút do dự đặt Vân thiếu gia thắng lợi. Trong đôi mắt Cổ Vinh tràn ngập tự tin, kiêu ngạo nói. Bất cứ việc gì, miễn Vân thiếu gia quyết tâm làm thì thắng chắc. Đinh Linh Nhi rung động, đôi mắt sắc bén nhìn Cổ Vinh dần dịu lại, cuối cùng hiện ý cười. Có thể khiến thuộc hạ lộ ra kính ý. Tin tưởng chân thành thì Lý Vân Tiêu rất giỏi. Đinh Linh Nhi mỉm cười nói. Ta đã hiểu. Trước mắt Cổ Vinh hoa lên, bóng dáng yêu kiều biến mất trong tận cùng ngõ hẻm. Cổ Vinh nhíu mày, bộ dạng tâm sự nặng nề trời đi. Trong một ngã rẽ đường hoàng thành, đám đông vây chật như nệm cối như hội chợ, bọn họ tranh giành 2 quyển sách nhỏ. Quầy hàng đã bị quét sạch, nam nhân trung niên chủ quán cao giọng quát. Đừng chen lấn nữa, bán hết. Đã bán hết sạch. Lão bản chơi ác vậy. Chúng ta nghe tin liền chạy tới, nhưng ngươi không cho chúng ta thấy cả một tờ giấy nào. Đúng vậy, tại sao chỉ giới hạn có 1.000 quyển? In thêm đi, mãnh liệt yêu cầu in thêm 1 vạn bộ. Ha ha ha. Nam nhân trung niên duỗi lưng, lười biếng nói. Làm ăn phải chú trọng lời hứa, 2 quyển sách nhỏ chỉ cung ứng 1.000 quyển, tuyệt đối không in thêm. Đám người đã mua sách nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, thầm mừng mình cướp được vật quý. Nhưng mà, nam nhân trung niên nhe răng cười nói. Mọi người yên tâm, Tử Cực Môn chúng ta tùy thời chú ý tình báo mới nhất của Lý Vân Tiêu và Chu Ngọc Sơn, trước mắt đã có khá nhiều tài liệu trực tiếp,
ngày mai sẽ có bản phân tích mới nhất liên quan hai người, vẫn số lượng 1.000 quyển. Khi đó mọi người tranh thủ thời gian mua sớm đi. Cái gì, còn có tình báo mới nhất? Đám người đã mua sách tức giận chửi. Nếu vậy chúng ta mua mấy tin tức cũ này có ích gì? Nam nhân trung niên an ủi mọi người. Tất cả yên tâm a, vì để công bằng, tình báo mới sẽ không có kinh nghiệm quá khứ của hai người, tránh cho lặp lại nội dung, làm mọi người lãng phí tiền. Một người nhíu mày hỏi. Lão bản, trong sách này viết Lý Vân Tiêu và Chu Ngọc Sơn là thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư. Nhưng bởi vì hai người thân phận, địa vị cách xa bị Chu gia phản đối. Lý Vân Tiêu đến khiêu khích Chu gia vì tức giận thay cơ hữu, rốt cuộc hai người này có cùng nhau không? Nhiều người oán trách. Đúng rồi, rốt cuộc có bên nhau không? Sách của ngươi mồi nhử vậy, bỏ bao nhiêu tiền ra mà không cho kết quả? Đám người chưa đọc sách thì trợn tròn mắt ngơ ngác hỏi. Cái này, chẳng phải là phân tích thực lực hai người mạnh yếu sao? Sao bỗng thành, gian tình? Một người trợn trắng mắt nói. Muốn phân tích thắng thua của quyết chiến thì phải phân tích đầu đuôi dẫn đến chiến đấu trước. Trừ hai người thực lực mạnh yếu ra cũng phải tính phải yêu hận tình thù, có như thế mới ra phân tích chính xác được. Mặc dù thực lực của Chu Ngọc Sơn chiếm ưu thế, nhưng sao người biết cuối cùng Chu Ngọc Sơn không xả thân thành toàn Lý Vân Tiêu? Nam nhân trung niên cười nói. Ha ha, vị huynh đệ này nói rất đúng. Tình yêu sẽ làm người ta choáng váng đầu óc. Ta chưa xem tình báo mới nhất. Xin mọi người chú ý ngày mai có tin tức mới nhất liên quan Chu Ngọc Sơn là đoạn tình sơn chi quan nhân, ta muốn. Còn tặng kèm thêm một quyển tập tranh do chính Lý Vân Tiêu ký tên, muốn nói yêu ngươi không dễ dàng. Bà nội nó, ngày mai còn phải tranh nhau mua kết cuộc, chết tiệt. Một đám người hùng hổ định rời đi. Khoan, các vị chờ đã. Nam nhân trung niên cúi người dọn dẹp quầy hàng, cười nói. Các vị chờ chút. Lát nữa có đồng môn của ta đến bán một ít binh khí, chiến giáp mà Lý Vân Tiêu, Chu Ngọc Sơn từng dùng. Còn có các loại trang sức hai người từng mặc, bảo đảm có hàng nhái lẫn chính phẩm. Nhưng hàng thật thì giá mắc hơn. Mọi người... Trong đại sảnh phủ đệ Chu gia, đám thành viên trung tâm bàn bạc về vấn đề tỉ thí. Trên bàn tròn chính giữa đặt quyển sách nhỏ, đó là tình báo mới nhất của Tử Cực Môn mấy ngày nay lan tràn. Đọc xong người Chu gia sắc mặt xanh mét, giận không kềm được. Chu Dương Tiêu tức giận vỗ bàn, tức giận quát. Là tên giặc nào bịa đặt lung tung, dám nói Ngọc Sơn và Lý Vân Tiêu có gian tình, phá hoại danh tiếng của Chu gia ta, đáng chết. Một trưởng lão mắt lóe lửa nói. Trong, đoạn tình Sơn chi quan nhân, ta muốn, còn nói Từ Cực Môn vì được đến pháp môn tu luyện của đoạn tình Sơn mà thành đồ chơi, kỹ nam cho các trưởng lão, tức chết ta. Chu Trường Phát cũng rất tức giận đi lòng vòng, nói. Có một điều chắc chắn rằng quyển tập này không phải Tử Cực Môn phát. Tử Cực Môn là tổ chức tình báo đệ nhất thiên hạ. Danh vọng cực cao, tuyệt đối không làm chuyện bịa đặt. Rất có thể là tên trộm nào đó không biết trời cao đất rộng. Dương Tiêu, người hãy đi điều tra, nếu là kẻ rảnh rỗi nào làm thì diệt cả nhà nó. Chu Dương Tiêu gật mạnh đầu, không cần Chu Trường Phát ra lệnh gã đã sớm sai người đi bắt hung phạm. Chu Trường Phát trầm ngâm nói. Nếu có người cố ý làm thì đưa tin này cho Tử Cực Môn. Thương hội tất nhiên chú trọng danh vọng nhất, sẽ có người Tử Cực Môn đứng ra giải quyết. Hiện tại ta muốn biết nhất là Ngọc Sơn được hai trưởng lão đoạn tình Sơn trợ giúp đã đến trình độ nào. Mọi người vẻ mặt mong chờ. Một trưởng lão cười nói. Thái thượng trưởng lão không cần lo lắng, tu vi của Ngọc Sơn dư sức nghiền nát Lý Vân Tiêu, đó là điều chắc chắn. Chu Trường Phát liếc trưởng lão kia, hầm hừ nói. Thắng đương nhiên là không chút vấn đề, ta muốn thắng thật sảng khoái, oai phong lẫm lẫm, dành mặt mũi cho Chu gia ta. Dùng máu của Lý Vân Tiêu tẩy sạch nhục nhã, lấy lại danh dự. Phải rồi, ta nghe nói bây giờ có nhiều thế lực đang mở bàn cược. Chu Dương Tiêu nhướng mày nói. Đúng vậy, cơ bản đặt cược Ngọc Sơn thắng, nhưng ta điều tra thì có khá nhiều thế lực lén đặt Lý Vân Tiêu thắng. Trong đó rõ ràng nhất là Viêm Vũ Thành và Thiên Nguyên Thương Hội. Chu Trường Phát sửng sốt. À, Thiên Nguyên Thương Hội. Chu Trường Phát lạnh lùng cười. Thiên Nguyên Thương Hội tự lo thân còn không xong ngược lại có tâm tình nhảy vào ao nước đục này. Nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, chúng ta không cần quan tâm, cứ để Thiên Nguyên Thương Hội tự sinh tự diệt. Vạn Bảo Lâu thì sao? Đồn rằng Vạn Bảo Lâu là hậu đài của Tụ Thiên Tông,
đây mới là điều Chu Trường Phát lo nhất. Tuy Vạn Bảo Lâu chỉ là một thương hội nhưng thực lực không thua gì siêu thế lực nào trên Thiên Vũ Đại Lục. Vạn Bảo Lâu đối với chuyện này rất là điệu thấp, giữ im lặng, không có hành động gì. Vạn Bảo Lâu yên lặng một cách khác lạ, khiến người khó thể nắm bắt. Chu Dương Tiêu trầm ngâm nói. Lần trước Vạn Bảo Lâu công khai vạch rõ quan hệ với Viêm Vũ Thành, từ đó luôn điệu thấp. Có lẽ Vạn Bảo Lâu thật sự không liên quan gì với Viêm Vũ Thành. Chu Trường Phát hừ lạnh một tiếng. Nếu thật sự không có quan hệ thì tại sao kiêng dè như vậy? Vạn Bảo Lâu đang giấu đầu hở đuôi. Nhưng mặt ngoài bọn họ không thừa nhận cũng tốt, chúng ta không cần e ngại khi xuống tay với Viêm Vũ Thành. Chu Dương Tiêu cười hiểu ý. Thái Thượng Trưởng Lão yên tâm, lần này trời giúp Chu gia ta. Vốn Ngọc Sơn chỉ có thành tích bình thường trong đệ tử tứ đại thế gia, không ngờ hắn lại có bạc tình chi thân, được truyền thừa của Đoạn Tình Sơn. Trong lớp thế hệ trẻ người có thể so sánh với Ngọc Sơn chỉ có Thái tử Điện Hạ Tân Như Ngọc. Chu Trường Phát nhẹ gật đầu, nói. Không sai, Thái tử Điện Hạ đúng là thiên phú dị thường, ta cũng nhìn không thấu. Đặc biệt nhà Cửu Lâm luôn theo bên cạnh Thái tử, thực lực hư thực khó dò. Chu Trường Phát trầm ngâm giây lát, mắt lóe tia sáng lạnh. Truyền lệnh đi, trong khoảng thời gian này người Chu gia cố gắng kiềm chế hành động, không được gây sự bên ngoài để tránh phức tạp. Đợi đến ngày đấu lôi đài chúng ta một hơi giết Lý Vân Tiêu lập uy. Mọi người đồng thanh kêu lên. Tuân lệnh. Mọi người khí thế hừng hực, bộ dáng căm hờ muốn lột ra uống máu Lý Vân Tiêu để giải khát mối hận trong lòng. Trong đại điện Hoàng Cung, Tân Như Ngọc cầm quyển sách nhỏ đọc ngon lành, thỉnh thoảng cười tà. Nhạc Cửu Lâm đứng bên cạnh nhíu mày nói. Thái tử Điện Hạ, loại sách này thật bậy bạ, nếu người Đoạn Tình Sơn trông thấy thì sẽ lăng trì kẻ đã bán sách này. Tân Như Ngọc cười tủm tỉm đặt sách xuống, trang sách có mấy chữ to, Đoạn Tình Sơn chi quan nhân, ta muốn. Đâu chỉ bậy bạ, đây đúng là quyển sách vàng, khó coi. Tân Như Ngọc vỗ sách nhỏ, cười nói. Nhưng chúng ta thích thú nhìn nhà hàng xóm cháy lửa. Chu Ngọc Sơn được Đoạn Tình Sơn truyền thừa, sau này sẽ uy hiếp đến ta, nhìn hắn xấu mặt cũng tốt. Phải rồi. Mắt Tân Như Ngọc lóe tia sáng nói. Gần đây trong thành mở nhiều bàn cá cược, người đặt 500 vạn trung phẩm nguyên thạch Chu Ngọc Sơn thắng, nếu nguyên thạch không đủ thì thêm một ít huyền khí dần cọc. 500 vạn. Nhạc Cửu Lâm giật mình kêu lên. Con số quá lớn, Chu Ngọc Sơn là ngôi sao sáng nhưng Lý Vân Tiêu cũng không tầm thường, khó đoán hai người đó ai thắng ai thua. Tân Như Ngọc mỉm cười nói. Nhạc Thúc Thúc là cường giả Vũ Hoàng, chẳng lẽ quên dốc hết sức trượt gấp 10 sao? Chu Ngọc Sơn đã nhận Đoạn Tình Sơn truyền thừa, đã đến ngũ hành cảnh Vũ Vương. Tỷ thí quan trọng như vậy chắc chắn Chu gia sẽ đưa ra hết nội tình. Lý Vân Tiêu nói sao thì chỉ là Vũ Quân, Nhạc Thúc Thúc cảm thấy Lý Vân Tiêu có thể vượt qua một đại cảnh giới sao. Nhạc Cửu Lâm nhíu chặt mày, vẫn lo lắng nói. Dựa vào thực lực đương nhiên ô đánh lại, nhưng ngày đó trên Chu gia, Lý Vân Tiêu dùng cổ linh phù ngăn cản Chu Trường Phát là vật lục giai. Nếu Lý Vân Tiêu có thêm mấy tấm phù lục kiểu này thì Chu Ngọc Sơn chết chắc. Vẻ mặt Tân Như Ngọc nghiêm túc lên, gã nhẹ gật đầu. Nhạc Thúc Thúc nói có lý, tuy mỗi tấm phù lục kiểu đó giá trị liên thành, Lý Vân Tiêu không thể có nhiều vài tấm, nhưng làm việc nên chừa một đường. Vậy chỉ đặt cược 300 vạn trung phẩm nguyên thạch đi. Nhạc Cửu Lâm nhẹ gật đầu, xoay người đi. Nhạc Cửu Lâm vẫn nhíu chặt mày, gã cứ cảm thấy Lý Vân Tiêu không đơn giản. Nhưng trừ cổ linh phù ra nhà Cửu Lâm không nghĩ ra hắn còn có thủ đoạn chiến thắng nào. Nhạc Cửu Lâm thầm nghĩ. Có lẽ mình đã quá nhạy cảm. Ngày ước chiến, muôn người đều đổ xô ra đường. Kim ô lôi thần đài rậm rạp đầu người nhiều như kiển. Ngự lâm quân đế đô đều được phái ra, võ trang đầy đủ canh gác nghiêm ngặt mỗi lối ra con đường. Tuy người đông như kiến nhưng xếp hàng có trật tự, nhiều mà không rối loạn. Một người lạnh lùng xếp bằng giữa Thiên Châu Môn. Cẩm y hoa phục lộ ra khí thế bá đạo sắc bén từ Thái tử Điện Hạ khuyết tán ra. Võ giả đứng gần cảm nhận khí thế lạnh băng, cảm thấy rất khó chịu. Mấy cái ghế đặt quanh lôi đài đã ngồi đầy người, toàn là người có thân phận, địa vị trong Hỏa Ô đế quốc. Bình thường một chút như thế gia tiểu quý tộc không giành được ghế, chỉ có thể chen chúc trong biển người. Còn có tai mắt, thám tử của các thế lực từ bên dưới quan sát chặt chẽ lôi đài. Đám đông đến xem náo nhiệt. Tỷ thí như vậy cả đời chưa chắc gặp một lần. Còn có người những kẻ đặt cược, bọn họ căng thẳng thần kinh nhìn chằm chằm, nhiều người đặt hết tài sản vào bàn cá độ,
muốn liều lĩnh một kèo, hoặc thành công hoặc thành nhân. Trong đám đông, Vu Dung vẻ mặt hồi hộp nhìn Chu Ngọc Sơn trên lôi đài. Tiểu thư, chúng ta đặt cược lớn vào Lý Vân Tiêu có khi nào quá sơ ý không? Vu Dung lo lắng nói. Chỉ mấy tháng ngắn ngủi Chu Ngọc Sơn đã đến Vũ Vương ngũ tinh, táo tê ra khí thế làm ta thấy tim đập nhanh. Lý Vân Tiêu chỉ là vũ quân, làm sao thắng nổi? Ninh Linh Nhi mặt không biểu tình, đôi mắt thản nhiên nói. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, nên đến sẽ đến. Cứ chờ xem, ta tin hắn sẽ mang đến niềm vui bất ngờ cho chúng ta. Vu Dung lộ vẻ mặt không tin, nhưng đã đi đến một bước này không còn đường quay đầu, lão bất đắc dĩ nhíu mày xem tiếp. Ngoài miệng Đinh Linh Nhi chắc ăn nhưng trong lòng cũng thầm lo. Chu Ngọc Sơn thay đổi quá lớn khiến Đinh Linh Nhi rất giật mình, vốn nàng tràn đầy tự tin vào Lý Vân Tiêu nhưng bây giờ hơi run. Trên khán đài, người các thế gia xem khí thế của Chu Ngọc Sơn thì sắc mặt âm trầm. Những cao thủ trẻ tuổi con ngươi co rút, chiến ý hừng hực. Trường Phát huynh, xem chân khí nội liễm trên người Ngọc Sơn, thu mà không phát tán có vẻ đã lĩnh ngộ ý cảnh ngũ hành đến tầng cực cao. Tân Bì nhìn Chu Ngọc Sơn giữa lôi đài, buột miệng khen tấm tắc. Nhanh vậy đã bước vào cảnh giới Vũ Vương, hơn nữa lĩnh ngộ ý cảnh ngũ hành đến trình độ này, Ngọc Sơn đúng là đệ nhất nhân trong thế hệ trẻ. Tân Như Ngọc ngồi sau lưng Tân Bì hơi cựa người, không tỏ ý kiến gì với bình luận của thúc tổ phụ, nhưng gã cười nhạt khẽ hừ. Chu Trường Phát luôn nhắm mắt dưỡng thần nghe vậy mở mắt ra, lạnh nhạt nói. Bì đại nhân quá khen, nói đến đệ nhất nhân thế hệ trẻ đương nhiên phải là Như Ngọc Thái tử điện hạ kế thừa nhị thập tứ kiều Minh Nguyệt Dạ Thiên Châu Môn. Ngọc Sơn nhà ta sao dám sánh bằng. Tân Bì cười cười. Hai lão nhân ngồi bên cạnh Chu Trường Phát nhíu mày, vẻ mặt khó chịu. Một lão nhân hừ lạnh một tiếng. Chu trưởng lão nói câu này như thể vong tình thiên thư của Đoạn Tình Sơn ta không bằng nhị thập tứ kiều Minh Nguyệt Dạ của Thiên Châu Môn. Hai lão nhân là trưởng lão của Đoạn Tình Sơn, Khương Vô Kỵ, Khương Vô Úy. Hai trưởng lão phụng mệnh tông chủ Đoạn Tình Sơn đến giúp đỡ Chu Ngọc Sơn tu luyện vong tình thiên thư. Khương Vô Kỵ, Khương Vô Úy quanh năm bế quan tu luyện trong Đoạn Tình Sơn, không dành sự đời, hơn nữa Đoạn Tình Sơn và Thiên Châu Môn thường có xích mích. Hai trưởng lão nghe Chu Trường Phát khiêm tốn nói chuyện thì bất mãn, lên tiếng vặc lại. Chu Trường Phát biết mình lỡ lời, cười khổ nói. Khương trưởng lão hiểu lầm, Ngọc Sơn mới kế thừa vong tình thiên thư không lâu, như Ngọc Thái tử sớm là cao thủ đắc ý của Thiên Châu Môn. Một trước một sau, cảnh giới cách biệt đương nhiên không sánh bằng chứ không phải vì công pháp. Vong tình thiên thư của Đoạn Tình Sơn là công pháp tu luyện siêu mạnh, nhưng công pháp này yêu cầu điều kiện cực kỳ khắc nghiệt. Phải là người tuyệt tình vô tình, tu vi thấp nhất cũng cỡ Vũ Vương ngũ hành cảnh. Chu Ngọc Sơn vừa lúc là bạc tình chi thân thích hợp tu luyện vong tình thiên thư nhất, nên được Đoạn Tình Sơn chú trọng bồi dưỡng làm đệ tử trung tâm nhất. Chu Dương Tiêu vì thế không tiếc hao phí công lực của hai trưởng lão thể hồ quán đính, trực tiếp kéo Chu Ngọc Sơn lên cảnh giới Vũ Vương. Chu Ngọc Sơn nhờ thế địa vị tăng nhiều, gần như thành người thừa kế nội định của Chu gia. Tụ Thiên Tông, Đoạn Tình Sơn, Thiên Châu Môn đều là tồn tại vượt qua đế quốc, dựa vào một trong ba thế lực đủ bảo vệ gia tộc ngàn năm không ngã. Huống chi Chu Ngọc Sơn là đệ tử trung tâm của Đoạn Tình Sơn, trực tiếp bái vào môn hạ của tông chủ. Tông chủ đặc biệt phái hai trưởng lão đến hỗ trợ Chu Ngọc Sơn tu luyện, có thể thấy Đoạn Tình Sơn chú trọng gã như thế nào. Những người thế gia khác cũng có mặt, đặc biệt gia chủ ba đai thế gia biểu tình cực kỳ khó xem. Sau khi Chu Ngọc Sơn xuất quan hoàn toàn khác hẳn với trước, người gã phát ra hơi thở làm gia chủ ba đại thế gia không nhìn thấu được. Nếu để Chu Ngọc Sơn trưởng thành, không lâu sau Chu gia sẽ đè lên đầu mọi người. Chu Trường Phát thầm buồn bực vì lỡ mồm đắc tội hai trưởng lão Đoạn Tình Sơn. Hiện tại Đoạn Tình Sơn là núi dựa lớn nhất của Chu gia, phải hết sức cẩn thận hầu hạ. Nếu không Chu Trường Phát với thực lực Vũ Hoàng đỉnh tam tinh không cần ăn nói khép nép với hai trưởng lão Khương Vô Kỵ, Khương Vô Úy. Tân Bì mỉm cười nói. Ha ha ha, Trường Phát huynh nói đúng, thực lực vẫn phải dựa vào cảnh giới tu vi, công pháp mạnh hay yếu cần có nhân tố nhất định nhưng chẳng qua là dệt hao trên gấm. Nếu tu vi cách biệt lớn, dù có thần công nghịch thiên cũng là nhất lực hàng thập hội, tuyệt đối không có khả năng thắng. Lãnh Hồng Lăng thấy có đúng không? Đoạn Tình Sơn có địa vị cao cả, Tân Bì là viện trưởng cung phụng viện không dám lơ là. Tân Bì nhìn hướng nữ nhân áo đỏ ngồi bên cạnh hai trưởng lão Khương Vô Úy, Khương Vô Kỵ. Nữ nhân đeo khăn che mặt nhưng không thể che giấu khí chất của giai nhân.
Lãnh Hồng Lăng gật đầu, nói. Bì đại nhân nói rất đúng. Nữ nhân kiệm lời ít nói, nhưng thanh âm khiến người nghe toàn thân thoải mái. Gia chủ ba đại thế gia khác nhìn Lãnh Hồng Lăng, biểu tình càng khó xem. Lãnh Hồng Lăng là nữ nhi của tông chủ Đoạn Tình Sơn, có tin vỉa hè rằng nếu Chu Ngọc Sơn tu luyện vong tình thiên thư đến tầng thứ 5 thì sẽ gả nàng cho Chu Ngọc Sơn. Nhìn Lãnh Hồng Lăng xuất hiện bên cạnh lôi đài, tin đồn kia 8/9 là sự thật. Nếu Chu gia và Đoạn Tình Sơn liên nhân thì đại vị của ba nhà khác lung lay không ổn định. Khương Vô Kỵ sắc mặt dịu lại, lạnh nhạt nói. Ngọc Sơn công tử chính là bạc tình chi thân, thể chất thích hợp tu luyện vong tình thiên thư nhất, tương lai rất có thể sẽ tu luyện vong tình thiên thư đến cảnh giới viên mãn cửu giai. Ngày xưa là một vị vũ đế đại nhân sáng tạo ra vong tình thiên thư. Nghe đồn nhị thập tứ kiều minh nguyệt giả của Thiên Châu môn cao nhất chỉ tu luyện đến đỉnh vũ tôn bát hoang cảnh, hai bên không thể so sánh. Tân Như Ngọc biến sắc mặt, gã không nhịn được nữa hừ mạnh. Muốn tiến giai nhạc thúc thúc quan trọng nhất vẫn là thiên phú, không có mạng đó dù công pháp nghịch thiên đến mấy chỉ đành bất lực. Tân Bì biến sắc mặt, đang định trách Tân Như Ngọc thì Khương Vô Kỵ đôi mắt như đao tỏa định gã, mắt lóe tia sáng muốn nhìn thấu gã. Lãnh Hồng Lăng liếc xéo Tân Như Ngọc, nhìn chằm chằm vào gã. Tân Bì lên tiếng. Khương trưởng lão, Hồng Lăng tiểu thư, Như Ngọc trẻ người non dạ, xin đừng trách. Mắt Khương Vô Kỵ lóe tia giật mình, thu về tầm mắt và thần thức, nghiêm túc nói. Nghe đồn Hỏa Ô Thái tử Tân Như Ngọc là minh nguyệt chi thân, không chỉ tu luyện nhị thập tứ kiều minh nguyệt giả của Thiên Châu môn còn có hư không bảo kinh của Tụ Thiên Tông. Hôm nay thấy quả nhiên danh bất hư truyền, Như Ngọc Thái tử mới là đệ nhất nhân trong thế hệ trẻ Hỏa Ô đế quốc. Tân Như Ngọc lộ vẻ mặt giật mình, âm thầm hối hận. Tân Như Ngọc không ngờ đối phương chỉ nhìn một cái đã xem thấu bản lĩnh của gã, tự trách mình không bình tĩnh. Đoạn Tình Sơn và Thiên Châu môn luôn xích mích với nhau, không biết điều này có đem lại rắc rối cho gã không đây. Khiến Tân Như Ngọc giật mình nhất là tuy ánh mắt Lãnh Hồng Lăng không sắc bén, ánh mắt như đưa tình nhưng khiến gã như rơi vào hầm băng, không nổi lên lòng chống cự được. Lòng Tân Như Ngọc chìm xuống thầm nghĩ. Sao có thể như vậy? Lãnh Hồng Lăng còn nhỏ tuổi hơn ta, tại sao có ánh mắt đó? Cần tu vi mạnh đến mức nào mới làm được điều này? Tân Như Ngọc vốn tự phụ là số một thế hệ trẻ Nam Vực, giờ mới biết gã chỉ là ếch ngồi đáy giếng, e rằng muốn leo lên ghế số một thế hệ trẻ Hỏa Ô đế quốc cũng khó. Trong khi Tân Như Ngọc ủ rũ thì Nhạc Cửu Lâm lên tiếng. Thái tử Điện Hạ đừng ngạc nhiên, Lãnh Hồng Lăng có điều lạ, sức chiến đấu thật sự chưa chắc đánh lại Thái tử Điện Hạ, nếu không nàng đã chẳng cần ủy thân cho Chu Ngọc Sơn. Tân Như Ngọc nghe Nhạc Cửu Lâm nói xong thoải mái hơn, nhưng tâm tình kiêu ngạo ta là số một đã biến mất sạch. Tân Bì trách móc lườm Tân Như Ngọc, cười nói. Khương trưởng lão quá khen, tiểu tử này chẳng qua gặp may mắn. Khương Vô Kỵ bí hiểm nhìn Tân Bì. Bì đại nhân quá khiêm nhượng, ta nói thật lòng. Khương Vô Kỵ nói xong nhắm mắt lại, không nói gì nữa. Khương Vô Ý biết tính của ca ca mình không giỏi giao tiếp với người, nói đỡ lời. Dù là Như Ngọc hay Ngọc Sơn đều là bá chủ thống lĩnh một phương tương lai của Hỏa Ô đế quốc ta, thật là may mắn cho Hỏa Ô đế quốc. Không biết thành chủ Viêm Vũ Thành là người như thế nào nào mà không biết điều tự tìm chết. Chu Trường Phát nghe nhắc đến Lý Vân Tiêu là mất bình tĩnh, mắt tóe lửa, mặt xanh mét âm trầm. Tân Bì ngẩn N8K, không biết nên giải thích ra sao. Khương Vô Kỵ, Khương Vô Úy luôn ở trong Chu gia giúp Chu Ngọc Sơn luyện công, không nghe đồn chuyện bên ngoài. Tân Bì đành kể sơ sự việc, hai trưởng lão trợn mắt há hốc mồm nghe. Lãnh Hồng Lăng chớp chớp mắt ngơ ngẩn. Lãnh Hồng Lăng từng gặp mặt Lý Vân Tiêu một lần trong Thiên Thủy Quốc, có ấn tượng rất mạnh vũ dũng của thiếu niên, không ngờ hắn làm ra chuyện kinh thiên động địa khó tin như vậy. Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Khương Vô Ý tức giận quát. Đáng chết, đáng chết. Khương Vô Kỵ cười khẩy nói. Không biết trời cao đất rộng, không biết sống chết. Vừa lúc cho Ngọc Sơn mài dao, xem như hắn chết có ý nghĩa. Khương Vô Ý cười nói. Sau trận chiến hôm nay để Ngọc Sơn lập uy, không chỉ rửa nhục cho Chu gia còn đánh ra uy phong cho Đoạn Tình Sơn ta, một hòn đá trúng hai chim. Tân Bì nghe Khương Vô Kỵ và Khương Vô Ý, không tỏ ý kiến, lòng thầm thở dài. Tình huống không đơn giản như hai trưởng lão tưởng tượng, lần này quyết đấu sinh tử, dù ai sống ai chết đều rắc rối to. Kết quả là hoàng thất ra mặt giải quyết rắc rối. Tình huống tốt nhất là lưỡng bại câu thương,
Lý Vân Tiêu và Chu Ngọc Sơn bị thương nhưng không chết, Tân Bỉ ước gì thấy điều này. Lãnh Hồng Lăng thẫn thờ suy nghĩ phiêu xa, không biết nàng đang nghĩ gì. Mặc địch chủ Mặc gia mở miệng nói. Sắp giữa trưa sao Lý Vân Tiêu còn chưa đến, chẳng lẽ bỏ trốn? Mặc địch liếc hướng Chu Ngọc Sơn và Lãnh Hồng Lăng, ánh mắt đầy chua xót, ghen tị. Trình Phong cũng khó chịu, hừ lạnh một tiếng. Trốn, hừ, loại người gan to bằng trời như thế người cảm thấy Lý Vân Tiêu sẽ trốn sao? Mặc địch nhíu mày nói. Cái này khó nói, lần trước Lý Vân Tiêu có nắm chắc rất lớn, lần này là cục diện chết chắc. Con kiến còn ham sống, huống chi Lý Vân Tiêu không phải kẻ ngốc. Trình Phong phất tay áo, lạnh nhạt nói. Cái này không liên quan gì ngu hay khôn, Lý Vân Tiêu dám ước hẹn thì đương nhiên dám chiến. Mặc địch xì cười nói. Thiêu thân lao đầu vào lửa còn không chịu ngu, dù là heo cũng biết tránh hại gần lợi, nên chạy trốn mới đúng. Trình Phong định trả lời chợt trên bầu trời vang lên thanh âm lạnh lùng. Xin hỏi Mặc địch đại nhân đi đâu tìm ra con heo thông minh giống như đại nhân đây? A, à, to gan! Mặc địch giật mình, vội ngước đầu lên. Trên bầu trời, huyền lôi kinh vân hống đập sấm sét bay đến, lướt qua hư không. Mỗi bước huyền lôi kinh vân hống đạp xuống sẽ có một tia chớp vàng tụ tập lại phát ra tiếng đỉ đùng, rất là huyễn lệ. Lý Vân Tiêu ngồi ngay ngắn trên tòa kỵ nhìn xuống dưới. Hắn đã đến. Mọi người nheo mắt, giật mình nhìn. Trên con yêu thú oai phong lẫm lẫm, Lý Vân Tiêu tinh thần sáng láng, ngọc thụ lâm phong, hai mắt như sao lấp lóe, tựa thần tiên. Chu Trường Phát bật dậy, mắt tóe lửa hét to. Tiểu súc sinh, người đã đến. Trên lôi đài, Chu Ngọc Sơn luôn nhắm mắt chợt mở ra, mặt vặn vẹo nanh tranh nhìn Lý Vân Tiêu như ngó con mồi. Đôi mắt Chu Ngọc Sơn độc ác muốn nuốt sống Lý Vân Tiêu. Tiểu súc sinh, ngày đó từ biệt không ngờ người dám đến khiêu khích Chu gia ta. Hôm nay ta muốn dùng máu của ngươi tẩy rửa sỉ nhục của Chu gia. Lý Vân Tiêu cười tủm tỉm nói. Ha 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 ha. Quả nhiên tính tình giống nhau, hy vọng chút nữa các ngươi còn có thể ngông cuồng như vậy. Lý Vân Tiêu vuốt đầu huyền lôi kinh vân hống, nó hiểu ý đạp tia chớp từng bước đáp xuống lôi đài, khí thế khuyết tán chấn nhiếp toàn trường. Chu Trường Phát biến sắc mặt nói. Yêu thú đỉnh Vũ Tông. Chu Trường Phát tức giận quát. Tiểu súc sinh, ngươi muốn con yêu thú này chiến đấu thay ngươi sao? Mọi người ngây ngẩn, hèn gì Lý Vân Tiêu dám đến đúng hẹn. Ra là hắn có lá bài mạnh như vậy. Yêu thú đỉnh Vũ Tông, dù Chu Ngọc Sơn biến thái mấy cũng không đỡ nổi một bàn tay. Mọi người toát mồ hôi lạnh đầm đìa, đặc biệt những người cược Chu Ngọc Sơn thắng suýt xỉu. Trên khán đài Vương Thần cười tâu toét, tâm tình tốt đẹp. Ha 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 ha, thắng chắc, ta biết ngay tiểu tử này có thủ đoạn. Hai thanh niên ngồi cạnh Vương Thần liếc gã. Cao thủ số một thế hệ trẻ Mặc gia. Mặc Tử Khiêm lạnh nhạt nói. A, à, xem ra Vương Thần huynh đặt cược nhiều tiền Lý Vân Tiêu thắng. Tuy Mặc Tử Khiêm cược Chu Ngọc Sơn thắng nhưng nếu Chu gia mất mặt hay Chu Ngọc Sơn bị phế bỏ thì gã vui lòng thua ít tiền đó. Cho nên Mặc Tử Khiêm lộ vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa. Vương Thần cười tâu toét. Không nhiều, khoảng 500 vạn khối trung phẩm nguyên thạch. Mặc Tử Khiêm và Trình Hiểu Lam, đệ tử Trình gia rung động, giật nảy mình. 500 vạn khối trung phẩm nguyên thạch, nếu Vương Thần không có thân phận thuật luyện sư thì không giao ra được. Vương Thần đặt hết tài sản lên người Lý Vân Tiêu, có vẻ gã rất xem trọng hắn. Trình Hiểu Lam vẻ mặt hâm mộ, chân thành nói. Ha 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 ha, chúc mừng Vương Thần mình, sát sâu đền tiền là 1:3. Chậc chậc, chuyến này Vương Thần kiếm được 1.000 vạn trung phẩm nguyên thạch, chúng ta hâm mộ huynh chết. Trình Hiểu Lam mặc dù là cao thủ số một trong thế hệ trẻ Trình gia nhưng trong gia tộc nhân tài lớp lớp, mấy đệ tử trẻ tuổi khác không thua kém gã quá xa, cạnh tranh rất kịch liệt. Tài nguyên trong gia tộc không cung cấp thoải mái cho Trình Hiểu Lam. Vương Thần tuy không phải cao thủ số một thế hệ trẻ Vương gia nhưng là thuật luyện sư tam giai, bái vào Âm Ôn Hạ Dương địch thuật luyện sư thất giai hoàng giai, tương lai không thể đo lường. Vốn có Chu Ngọc Sơn xếp chót, ai biết thực lực gã nhảy vọt lên trước nhất. Tính ra trong hàng cao thủ số một thế hệ trẻ tứ đại thế gia thì Trình Hiểu Lam thảm nhất. Vương Thần tâm tình sung sướng cười hỏi. Ha ha ha, chắc Hiểu Lam huynh không phải đặt cược cho Chu Ngọc Sơn đi. Trình Hiểu Lam lắc đầu, nói. Không, tuy thực lực của Chu Ngọc Sơn không tầm thường nhưng ta không hiểu rõ Lý Vân Tiêu, không
không tiện phán đoán suy luận nên ta không tham gia cá cược. Vương Thần ngừng cười, khâm phục nói. Hiểu Lam huynh làm việc trầm ổn, khiến người khâm phục. Vương Thần cười nói. Nghe đâu ai đó vay mượn lung tung gom được hơn 200 vạn nguyên thạch đặt cược vào Chu Ngọc Sơn, lần này vốn gốc không về. Mạc Tử Khiêm bị đạp phải đuôi kích động nhảy cẫng lên, số tiền đó là toàn bộ tài sản của gã, sau này tu luyện không biết nên làm sao. Mạc Tử Khiêm tức giận hầm hừ. Hơn 200 vạn đối với gia giống như mưa bụi, gia vung tiền vui vẻ. Nghe đồn Thái tử Điện Hạ đặt cược 300 vạn mà vẫn rất bình tĩnh. Mạc Tử Khiêm, Trình Hiểu Lam, Vương Thần len lén liếc nhìn, thấy bộ dáng Tân Như Ngọc rất bình tĩnh. Chỉ khi nhìn Huyền Lôi Kinh Vân Hống thì mắt Tân Như Ngọc lóe tia sáng. Tân Như Ngọc lẩm bẩm. Yêu thú lôi hệ đỉnh ngũ giai. Nhạc Cửu Lâm, đây chẳng phải là yêu thú mà thúc thúc luôn vất vả tìm kiếm sao? Bóng người dần hiện rõ sau lưng Tân Như Ngọc, Nhạc Cửu Lâm ẩn trong lớp áo đen chỉ thấy đôi mắt gã lấp lánh tia sáng cực kỳ kích động. Dưới lôi đài nổ tung, nhiều người giặt cược Chu Ngọc Sơn thắng. Cho nên đám đông kích động, lòng đầy căm phẫn, hận không thể xông lên ra trận thay cho Chu Ngọc Sơn. Sao có thể như vậy? Còn kiếm yêu thú đánh dùm. Nhưng cũng có nhiều người đặt cược Lý Vân Tiêu thì họ hét reo to. Tất thắng, tất thắng. Thoáng chốc tiếng kêu gào rung trời, người người họ reo. Hai phe Lý Vân Tiêu và Chu Ngọc Sơn suýt đánh nhau. Đinh Linh Nhi híp mắt cười nói. Ta biết ngay tiểu tử này sẽ không làm chuyện không nắm chắc, chuyến này Chu Ngọc Sơn ngạc nhiên tròn mắt đây. Chờ chút nữa nhìn xem Chu Ngọc Sơn bị yêu thú một trưởng đập chết. Vu Dung trợn to mắt không nói nên lời, tiểu tử này làm việc luôn nằm ngoài dự đoán. Tân Bì đứng dậy, lạnh lùng quát. Câm miệng hết, tất cả yên lặng. Từng vòng sóng âm khuyết tán, không gian bị chấn vặn vẹo lan tràn bốn phương tám hướng. Mọi người biến sắc mặt, uy nhiếp mạnh mẽ làm bọn họ khí huyết khó chịu, nói không ra lời. Toàn trường yên lặng. Tân Bì nhìn Lý Vân Tiêu, nhíu mày nói. Vân thiếu gia, tỉ thí lôi đài là quyết đấu sinh tử. Vân thiếu gia mang yêu thú lên sân không hợp tình hợp lý. Nếu để yêu thú tham gia thì khỏi cần đánh, yêu thú đỉnh vũ tông, còn là lôi hệ, dù là vũ hoàng nhất tinh cũng không dám nói thắng chắc. Người đặt cược Chu Ngọc Sơn cao giọng quát. Đúng vậy, mau kéo con súc sinh đó xuống đi. Vương Thần đứng lên ủng hộ. Yêu thú vốn là binh khí của thuần thú sư, nếu Lý Vân Tiêu là thuần thú sư thì phải mang theo yêu thú tác chiến. Vương Thần đã đặt cược 300 vạn trung phẩm nguyên thạch, làm sao chịu dễ dàng từ bỏ. Xoẹt! Người Chu gia toát ra sát khí, ánh mắt đầy sát ý sắc bén nhìn Vương Thần chằm chằm. Uy nhiếp từ mấy chục cường giả Vũ Tông làm Vương Thần sợ hãi rùng mình, cúi đầu không dám nói nữa. Đúng vậy, người ta là thuần thú sư, không cho phép mang yêu thú thì lấy gì đánh. Dưới lôi đài rộ lên tiếng hẳn đối, ủng hộ Lý Vân Tiêu. Tân Bì nghẹn lời. Thuần thú sư mang yêu thú cùng chiến đấu là đương nhiên. Người Chu gia xoe tròn mắt, Khương Vô Kỵ, Khương Vô Úy há hốc mồm, vẻ mặt ngơ ngẩn. Chu Ngọc Sơn vốn khí thế khiếp người đứng giữa lôi đài mất kiên nhẫn, tức giận quát. Chuột nhắt kia, sợ chết thì biến đi, mang con yêu thú đến có gì hay. Ánh mắt Lý Vân Tiêu lạnh lẽo híp lại. Sợ chết. Huyền Lôi Kinh Vân Hống giống to hướng Chu Ngọc Sơn. Growl. Uy danh chấn động. Tia điện lấp lóe, không gian rung rinh. Nền đá lôi đài bị xới tung, đá nứt bay tứ tung. A! À, Chu Ngọc Sơn bị chấn động tinh thần, lực lượng trùng kích mãnh liệt ập vào mặt làm gã không thể đứng vững suýt bay ra ngoài, nỗi sợ hãi dâng lên từ đáy lòng. Toàn thân Chu Ngọc Sơn lạnh lẽo, tay chân rét cóng. Ngươi, ngươi! Chu Ngọc Sơn sợ teo tim, mặt trắng bệch, lắp bắp nửa ngày không nói nên lời. Cuối cùng Chu Ngọc Sơn nói. Ngươi làm vậy có gì hay? Giỏi thì đớ đơn với ta. Lòng Chu Ngọc Sơn luống cuống, vốn tràn đầy tự tin, nắm chắc chiến thắng thoáng chốc bị đối phương phát ra khí thế đánh tan nát. Yêu thú đỉnh Vũ Tông, nhìn bộ dạng của yêu thú có vẻ mặt điều khiển sấm chớp. Dù là Vũ Hoàng nhất tinh cũng không dám nói sẽ thắng, gã đi lên không đủ cho người ta nhét răng. Lý Vân Tiêu trừng Chu Ngọc Sơn. Đánh đơn. Lý Vân Tiêu châm chọc nói. Đây là lôi đài sinh tử, không phải chỗ khoe anh hùng. Ngươi không sợ chết đúng không? Lão tử là thuần thú sư, mang yêu thú đến là đương nhiên. Nếu ngươi không phục cũng kiếm một con, đừng kéo dài thời gian nữa,
mau lên chịu chết. Huyền Lôi Kinh Vân Hống phối hợp giống to. Growl. Sóng âm khuyết tán chấn một phương không gian rung rinh, lực lượng tia chớp đi đùng răng khắp lôi, thỉnh thoảng lóe qua tia sét rất đáng sợ. Người Chu gia đều biến sắc mặt, lòng lạnh lẽo. Lãnh Hồng Lăng ngồi ở khán đài mắt lóe tia sáng kỳ lạ, mỉm cười nói. Yêu thú thật đáng yêu, đỉnh ngũ hành cảnh, không biết hắn làm sao hàng phục được nó. Hắn thật sự là thuần thú sư sao? Dù đúng vậy thì thực lực vũ quân tứ tinh bình thường làm sao thuần phục được yêu thú đỉnh vũ tông? Chu Trường Phát nghe vậy lòng máy động, quát to. Tiểu tử đừng hòng dở thủ đoạn, ngươi có gì để chứng minh ngươi là thuần thú sư? Không chừng cưỡng ép sử dụng đan dược mê hoặc thú tính của yêu thú rồi mang lên lôi đài gây chuyện, muốn đục nước béo cò kiếm cơ hội sống. Khương Vô Kỵ nhìn tiếng giống trong trẻo của Huyền Lôi Kinh Vân Hống, đôi mắt tràn ngập yêu lực, nói bậy bạ. Đúng rồi, chắc chắn là vậy. Yêu thú của ngươi mắt mông lung, ủ rũ, rõ ràng bản tính bị mê hoặc, bị đan dược tạm thời khống chế. Muốn sống cũng đừng dùng thủ đoạn cấp thấp vậy, chỉ cần quỳ xuống dập đầu, để Ngọc Sơn chấn nứt kinh mạch toàn thân, phế đan điền, chặt tứ chi là ngươi sẽ sống sót. Lý Vân Tiêu câm nín, cao giọng quát. Ngay trước mặt tất cả người Thượng Dương Thành mà các ngươi còn nói nhăng cuội được. Vậy làm sao chứng minh ta là thuần thú sư? Khương Vô Kỵ lạnh lùng cười. Thuần thú sư đương nhiên phải cùng yêu thú tâm thần hợp nhất, yêu thú tức là binh khí của thuần thú sư, cũng là đồng bạn. Thuần thú sư thốt lời, yêu thú phục tùng. Khương Vô Kỵ thầm cười nhạt, có thể thuộc hục yêu thú đến mức nói là nghe lời, hoàn toàn phục tùng là cảnh giới cao nhất của thuần thú sư. Không nói đến vô cùng khó khăn rất khó đạt được, hơn nữa chỉ có từ nhỏ bồi dưỡng yêu thú đến lớn hoặc đẳng cấp thấp hơn mình rất nhiều, chỉ trong hai tình huống này yêu thú mới bị thuần phục hoàn toàn. Còn yêu thú đỉnh vũ tông này không nằm trong hai loại đó. Chu Trường Phát phụ họa. Đúng vậy, trừ nờ phi yêu thú này nghe lời ngươi, thốt lời là nó nghe theo, nếu không tức là gian dối. Hừ, khi đó đừng trách ta không khách sáo. Mặt Chu Trường Phát nhanh tranh nhìn chằm chằm Huyền Lôi Kinh Vân Hống, mắt chấp lóe không biết lão suy tính điều gì. Lý Vân Tiêu lộ vẻ mặt châm biếm. Chu gia các người vô tín vô nghĩa thì mọi người đã lĩnh giáo, hiện tại biết rõ thua vẫn cố ý khó xử đủ điều. Lý Vân Tiêu cao giọng quát. Tốt, ta cho các người thua tâm phục khẩu phục. Lý Vân Tiêu nhảy xuống lưng Huyền Lôi Kinh Vân Hống, vỗ nhẹ trán nó. Nào, xoay tại chỗ đi. Mắt Huyền Lôi Kinh Vân Hống lóe tia kinh ngạc rồi đầy ai oán, gầm gừ tỏ rõ mình bất mãn, sau đó chậm rãi xoay vòng tại chỗ. Mọi người ngây ngốc. Cái này. Một yêu thú đỉnh vũ tông lại xoay vòng như con chó sói, điều khác biệt duy nhất là bộ dáng yêu thú lười biếng như đang tản bộ, mắt thường lộ ra bất mãn. Khương Vô Kỵ nuốt nước bọt khan, cảm thấy cổ họng khô khốc. Ực ực. Nhìn bộ dáng đầy nhân tính của Huyền Lôi Kinh Vân Hống, Lãnh Hồng Lăng si cười. Phì. Lãnh Hồng Lăng vỗ tay nói. Qua, yêu thú thật đáng yêu, tên của nó là gì? Người Chu gia tức giận chóng mặt. Lãnh Hồng Lăng là thê tử tương lai của Chu Ngọc Sơn, trưởng phu gặp tai họa mà nàng còn nói mát. Nhưng Lãnh Hồng Lăng là nhi nữ của tông chủ Đoạn Tình Sơn, người Chu gia không dám trách móc gì nàng, ai nấy xoe tròn mắt chừng Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu nhìn hướng phát ra thanh âm, thấy thiếu nữ mặc áo đỏ bịt khăn che mặt, mắt chứa ý cười rất có khí chất. Con người Lý Vân Tiêu co rút nhìn cánh tay non mềm của Lãnh Hồng Lăng, là bàn tay này nhẹ nhàng ngăn lại hắn trong Thiên Thủy Quốc. Lý Vân Tiêu nhẹ giọng nói. Tên của nó gọi là, chó ngoan không cản đường. Chó ngoan không cản đường. Lãnh Hồng Lăng ngẫm nghĩ, nói. Tên thật lạ. Lý Vân Tiêu cười cười, có vẻ là cô nương khá ngây thơ, hắn cảm thấy mình hơi hẹp hòi. Lý Vân Tiêu nói. Hôm nay ta đặt tên mới cho nó. Gọi là Khai Sơn Thôn Ngọc, dễ nghe không? Lãnh Hồng Lăng nghe hiểu, nàng tức giận nói. Hừ, chưa biết ai thua ai thắng. Chu Trường Phát tức giận muốn giết người. Không cái con khỉ, người ta có yêu thú đỉnh Vũ Tông, Ngọc Sơn mạnh gấp 10 lần cũng không đủ cho đối phương nhét răng. Ngươi còn cùng đối phương trêu đùa lâu như vậy, đáng chết. Lý Vân Tiêu nhìn đám người xanh mặt, mỉm cười nói. Như thế nào? Có phải lại nghĩ ra vấn đề gì làm khó ta? Có phải cảm thấy xoay vòng tròn chưa đủ? Được rồi, ta sẽ thỏa mãn mọi người, thêm độ khó cao hơn. Tay Lý Vân Tiêu lóe ánh sáng đỏ, hổ nha kiếm xé gió bay ra hóa thành luồng sáng vọt thẳng lên trời.
Lý Vân Tiêu đá Huyền Lôi Kinh Vân Hống. Khai Sơn Thôn Ngọc, mau lên. Huyền Lôi Kinh Vân Hống tức giận chừng Lý Vân Tiêu, nó gầm lên, toàn thân lấp lánh tia chớp đuổi theo hổ nha kiếm. Mấy giây sau Huyền Lôi Kinh Vân Hống ngậm Khai Sơn Thôn Ngọc ngoan ngoãn chạy tới trước mặt Lý Vân Tiêu. Toàn trường té xỉu. Đây, còn là yêu thú sao? Có khác gì con nún? Nào, Khai Sơn Thôn Ngọc, nhảy mấy vòng lửa cho mọi người xem. Lý Vân Tiêu chỉ một cái, lôi đài bốc cháy mấy vòng lửa to, từng vòng xếp hàng. Huyền Lôi Kinh Vân Hống nhảy tới anh hải lui trong vòng lửa rất vui, nhưng trong mắt thì cực kỳ căm giận và sắc bén, bộ dáng hận không thể ăn thịt người. Lý Vân Tiêu nhìn đám người đôi má tê thẫn thờ, hắn hử lạnh một tiếng. Còn muốn biểu diễn tiếp không? Đã có thể chứng minh ta là thuần thú sư chưa? Lý Vân Tiêu tắt vòng lửa, nhiệt độ không khí giảm thấp. Lý Vân Tiêu lạnh lùng hỏi. Đã chơi xong, giờ nên giết người. Chu Ngọc Sơn hết hồn, gã run rẩy thụt lùi. Đùa sao, kêu gã đánh với yêu thú đỉnh Vũ Tông, trứng sẽ bị bóp nát. Người Chu gia chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, nhưng không còn lời nào để nói, không có cái cớ nào khác. Nhưng bọn họ không thể trơ mắt nhìn Chu Ngọc Sơn chịu chết, cả đám sốt ruột mặt trắng bệch. Tân Bì buộc phải đứng ra dàn xếp. Khụ khụ, Vân Thiếu gia. Vân Thiếu gia khoan ra tay, xin nghe ta nói hai câu. Tân Bì lúng túng nói. Cái kia, tỷ thí lôi đài chẳng qua đẻ chứng minh chính mình, nếu Vân Thiếu gia sử dụng con yêu thú này thì không có ý nghĩa gì nữa. Hay bỏ con yêu thú sang bên, hai người trẻ tuổi luận bàn một phen, đừng đánh cuộc chiến sinh tử gì, điểm đến mới thôi được không? Điểm đến mới thôi. Mắt Lý Vân Tiêu lóe tia đùa cợt. Ngươi ngốc hay nghĩ ta ngu? Hiện tại lão tử thắng chắc, ngươi kêu ta điểm đến mới thôi. Cuộc chiến sinh tử không thể thay đổi, nếu không ý nghĩa Kim Ô Lôi Thần Đài còn đâu. Muốn ta thu về yêu thú này cũng được, con này là ta bỏ số tiền lớn ra thuê, nếu ngươi bồi thường 5,000-6,000 vạn khối trung phẩm nguyên thạch thì ta sẽ suy xét lại. 5,000-6,000 vạn khối trung phẩm nguyên thạch. Tân Bì toát mồ hôi lạnh thầm nghĩ. Tiểu tử nhà ngươi ác thật, vừa chấn lột 5.500 vạn khối trung phẩm nguyên thạch của Chu gia xong, hiện tại lại tới 5,000-6,000 khối, ngươi nghĩ nguyên thạch là cục đá bình thường sao? Chu Dương Tiêu không chịu nổi nữa, tức giận răng va lập cập. Tức quá, tiểu tử nhà ngươi nói ngươi là thuần thú sư, giờ lại bảo là thuê. 5,000-6,000 vạn khối trung phẩm nguyên thạch, ngươi xem Chu gia ta là máy lấy nguyên thạch sao? Há miệng rộng không sợ mắc quai sao? Chu Dương Tiêu tức giận quát. Muốn chấn lột Chu gia ta nữa sao? Nằm mơ đi, nam nhi Chu gia sống là nhân kiệt, chết thì hy sinh oanh liệt. Ngọc Sơn, người hãy liều một trận với tiểu tử này, dù chết cũng hải chết trong quang vinh, đừng bôi nhỏ uy phong của Chu gia ta. Xoẹt! Mặt Chu Ngọc Sơn không còn chút máu, trong mắt tràn ngập kinh hoàng. Chết, danh từ quá xa lạ với Chu Ngọc Sơn. Lần đầu tiên chữ đó hiện ra trong đầu gã. Bình thường chỉ có Chu Ngọc Sơn ban cái chết cho người khác, đã bao giờ bị người kêu gã đi chết? Không đừng, ra ra, ta không muốn chết, ta là đệ tử thiên phú cao nhất Chu gia, tương lai Chu gia còn cần tay ta phát dương quang đại, sao có thể bị một con súc sinh ăn tươi nuốt sống? Ra ra nhất định hải cứu ta, có 5,000-6,000 vạn khối nguyên thạch chứ nhiều gì? Chẳng lẽ tôn nhi ở trong lòng ra ra không bằng chút nguyên thạch này sao? Chu Ngọc Sơn đã điên, gã bất chấp hình tượng gầm giống. Chu Dương Tiêu tức xì khói. Ngươi, tức chết ta. Chu Dương Tiêu ơ ú ngồi bệch xuống. Đám người khinh thường, xem kịch vui nhìn Chu gia. Đặc biệt ba gia chủ khác mở cờ trong bụng. Chu gia càng mất mặt thì bọn họ càng thích. Lý Vân Tiêu cười gằn. Đừng vùng vẫy, ra ra của ngươi đã vứt bỏ ngươi. Chút nữa cún con của ta sẽ ăn ngươi từ từ, ngươi sẽ biến thành phân trong bụng nó rồi bị thải ra ngoài, quá trình qua rất nhanh, không sợ. Lý Vân Tiêu ngồi trên lưng Huyền Lôi Kinh Vân Hống từng bước tới gần Chu Ngọc Sơn. Khương Vô Kỵ không bình tĩnh được, trầm giọng nói. Chu Trường Phát, ngươi thật sự không định cứu Ngọc Sơn sao? Ngọc Sơn là truyền nhân tông chủ đã định, tương lai không chỉ quản lý Chu gia mà rất có thể cũng quản lý cả Đoạn Tình Sơn. Nếu Ngọc Sơn xảy ra chuyện gì thì ngươi không gánh nổi trách nhiệm. Chu Trường Phát thở dài cay đắng. Được, chúng ta ra 5.000 vạn khối trung phẩm nguyên thạch. Chu Trường Phát bỗng chốc già nua mấy chục tuổi, ánh sáng trên người không còn, chỉ như lão già bình tĩnh. Người ta thật khó tin đây từng là hào kiệt một phương, lãnh tụ thế gia.
vốn định lập uy qua trận chiến, ai ngờ chưa bắt đầu đã mất hết mặt mũi, hình tượng sợ chết phô bày trước mắt mọi người. Dù cuối cùng Chu Ngọc Sơn thắng, so tài cũng hoàn toàn không ngước mặt lên nổi. Là 6.000 vạn khối. Lý Vân Tiêu đính chính. Đưa tiền mặt, không thể lấy thứ khác cầm đồ. Người Chu gia tức ngứa răng, hận không thể nhào lên xé xác Lý Vân Tiêu ra. Chu Ngọc Sơn thở phào nhẹ nhõm, gã sợ hãi người ướt đẫm mồ hôi, tay chân lạnh lẽo. Đôi mắt sắc bén của Huyền Lôi Kinh Vân Hống chưa từng rời khỏi người Chu Ngọc Sơn, gã cảm giác tùy thời sẽ bị nó vỗ móng vuốt đè chết. Cảm giác cái chết gần trong gang tấc làm Chu Ngọc Sơn run rẩy. Mắt Chu Ngọc Sơn tràn ngập độc ác, Chu Ngọc Sơn cứ nghĩ hôm nay là ngày gã thi thố tài năng, đặt nền móng phong độ lãnh tụ thế hệ trẻ Hỏa Ô Đế Quốc. Ai ngờ chưa bắt đầu so tài đã mất hết mặt mũi, hình tượng tham sống sợ chết bị người thấy hết, Chu Ngọc Sơn ước gì có cái hố để chui vào. Rất nhanh người Chu gia gom đủ nguyên thạch hung tợn ném cho Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu cười tủm tỉm nhận nguyên thạch, khiến Huyền Lôi Kinh Vân Hống nằm dưới lôi đài. Người bốn phía tản ra chừa khoảng trống. Hành động của Lý Vân Tiêu làm nhiều người bất mãn, La Lối có tấm màn đen. Ninh Linh Nhi, Vương Thần trợn tròn mắt, từ bỏ thế thắng chắc, tuy số lượng 6.000 vạn trung phẩm nguyên thạch kinh người thật nhưng chẳng lẽ Lý Vân Tiêu còn át chủ bài nào khác sao? Mặc địch chủ Mặc ra nhíu mày rất là khó hiểu hỏi. Vương Mãng cảm thấy tiểu tử này thế nào? Hắn chỉ có tu vi vũ quân tứ tinh nhưng tràn đầy tự tin. Hắn dựa vào cái gì tự cho là ăn chắc Chu Ngọc Sơn? Mặc địch thích thú Chu gia ngậm bồ hòn nhưng mới rồi Lý Vân Tiêu cũng đụng chạm gã, làm phật lòng gã. Vương Mãng cười khổ lắc đầu, nói. Vương gia ta và người này chỉ có hiệp ước, không hiểu rõ về hắn. Ta cũng rất khó hiểu, Lý Vân Tiêu dựa vào con yêu thú kia thì thắng chắc. Hay Lý Vân Tiêu còn hậu chiêu khác? Mặc địch không cho là đúng lắc đầu nói. Hậu chiêu khác, nên biết nhất lực hàng thập hội. Mặc địch không xem trọng Lý Vân Tiêu. Mặc Tử Khiêm châm chọc cười khẩy nói. Vương thần huynh, nguyên thạch sắp tới tay lại vụt mất, Lý Vân Tiêu này quá ngông cuồng. Vì 6.000 vạn khối nguyên thạch mà tặng cả mạng sống. Vương thần im lặng, nhìn chằm chằm phía lôi đài. Vương thần không rõ tại sao Lý Vân Tiêu bỏ yêu thú, mặc dù 6.000 vạn khối nguyên thạch nghịch thiên thật nhưng không đáng đánh đổi bằng mạng sống. Mặc Tử Khiêm thấy Vương thần phớt lờ mình thì quê độ hừ mạnh, im lặng. Chu Dương Tiêu xanh mặt nhìn lôi đài, nghiến răng nói. Ngọc Sơn, nếu hôm nay ngươi không bằng thay người này, nghiền xương thành cho thì ta trục xuất ngươi ra khỏi gia tộc ngay lập tức. Chu Ngọc Sơn kiêu ngạo nghiêm túc nói. Gia gia yên tâm, Tôn Nhi sẽ lấy máu của người này tẩy đi nhục nhã của Chu gia, cho thế nhân biết đụng vào nghịch lân của Chu gia thì phải chết. Mặt Chu Ngọc Sơn vặn vẹo, sát khí lạnh băng khuyết tán. Vị hôn thê N ngồi dưới khán đài xem cuộc chiến. Vốn hôn sự này đã có nhiều rắc rối, giờ Chu Ngọc Sơn bị mất mặt, không biết có ảnh hưởng hôn nhân không. Chu Ngọc Sơn sắp không kiềm được khao khát xé xác Lý Vân Tiêu ra. Lý Vân Tiêu ngạc nhiên cười nói. Vừa rồi còn sợ hết hồn hết vía mà giờ đã mạnh miệng vậy. Ai chà, đừng chừng ta như thế, người trẻ tuổi sợ chết cũng bình thường. Chu Ngọc Sơn hét to một tiếng. Còn dám dùng ngôn ngữ nhục nhã ta, chết đi. Chu Ngọc Sơn vọt nhanh lên. Tức giận trực tiếp dùng đầu đụng vào Lý Vân Tiêu. Tuy không có hao chiêu nhưng công kích đầy uy thế, xung lực mạnh mẽ khuê tán rồi lại bị Chu Ngọc Sơn đè ép dồn vào đòn tấn công. Chu Ngọc Sơn là vũ vương tam tinh, cao hơn Lý Vân Tiêu một đại cảnh giới, nhất lực hàng thập hội, dù đối phương có kỹ xảo cỡ nào cũng không đỡ nổi công kích của gã. Lý Vân Tiêu mỉm cười nói. Ngôn ngữ vũ nhục, vừa rồi ai sợ chết muốn khóc vậy? Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng trượt ra sau. Ngã ngửa với góc độ khó tin, gần như dán sát mặt đất, hai ngón tay nhấn mặt đất, chân đạp mạnh vào bụng Chu Ngọc Sơn. Mắt Lãnh Hồng lăng lóe tia kinh ngạc nói. Thân thể thật mềm dẻo nhanh nhẹn lại không thiếu sức mạnh, hắn có tu luyện thể thuật sao? Đám người ngồi trên khán đài toàn là cao thủ, con người co rút. Thể thuật. Dầm. Chu Ngọc Sơn chủ động tấn công trực tiếp biến thành bị động phòng thủ, hai tay co thành nắm đâm chặn lại đan điền. Chân Lý Vân Tiêu đạp chúng, bàn tay Chu Ngọc Sơn cảm nhận sức mạnh tê dại, cơ thể gã bị đá bay lên cao. Chu Ngọc Sơn mượn sức vọt lên cao, hai tay che trước ngực, người như tảng đá rơi nhanh xuống chém hướng Lý Vân Tiêu. Mạng con kiến vùng vẫy vô ích, mau chịu chết đi. Khôn địa phủ.
hai thủ đao tỏa sáng rực rỡ chém xuống hình thành thập tự trảm trên bầu trời, nhanh chóng biến to bao phủ Lý Vân Tiêu vào trong. Không khí vang tiếng xèo xèo bị cắt rách, hình thành vòi rồng nhỏ chém xuống. Chu Trường phát mắt sáng rực, tinh thần phấn khởi khen. Đây là võ kỹ ghi trong Vong Tình Thiên Thư sao? Quả nhiên danh bất hư truyền. Khương Vô Kỵ nói. Vong Tình Thiên Thư là bảo điển mạnh nhất của Đoạn Tình Sơn ta, bên trong ghi lại mấy chục loại võ kỹ khác nhau, mỗi loại lấy ra toàn là chấn động thiên hạ. Lý Vân Tiêu giơ một tay lên, hổ nha kiếm rít gào chém lên cao. Kiếm quang đâm thẳng vào điểm giao nhau của thập tự trảm, tức trung tâm vòi rồng. Mặc Địch xoe tròn mắt hét to. Cái gì, tiểu tử này tìm chết, chỗ song trảm giao nhau là vị trí lực lượng mạnh nhất, cộng với lực lượng vòi rồng tụ tập ở đó, ai cản sẽ chết. Lý Vân Tiêu bị khùng sao? Khương Vô Kỵ, Khương Vô Úy con người co rút, vẻ mặt kinh hoàng. Lãnh Hồng Lăng bàng hoàng, kinh ngạc nói. Khôn địa phủ tụ tập lực lượng đại địa hóa thành trảm kích, uy lực không gì sánh được. Nhưng trong chết có sống, chỗ mạnh nhất cũng là nơi có cơ may sống. Chỗ vòi rồng tụ tập là nơi duy nhất phá chiêu này, sao hắn nhìn ra được? Chẳng lẽ hắn từng đọc Vong Tình Thiên Thư? Người xung quanh nghi ngờ. Nghe Lãnh Hồng Lăng nói xong liền biến sắc mặt. Tân Như Ngọc siết chặt nắm tay kêu răng rắc, mắt dây lên chiến ý. Vù 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 vù. Một tiếng xé gió chói tai nhức răng vang lên, kiếm quang của Lý Vân Tiêu đâm vào giòi rồng đột nhiên hóa thành đóa sen nở rộ. Hoa sen lung lay trong cuồng phong nhưng vẫn đứng thẳng, lù lù bất động. Hoa sen hóa thành các luồng sáng xanh nở rộ hoàn toàn chặn lại trảm kích. Thân kiếm Lý Vân Tiêu run run hóa thành các đốm sáng xanh như ánh sao đầy trời bao trùm người Chu Ngọc Sơn. Vương Mãng giật mình kêu lên. Cái gì, không chỉ hóa giải đòn công kích không thể né tránh còn tấn công ngược. Tiểu tử này lĩnh ngộ võ kỹ đã đến trình độ không thể tưởng tượng. Bản thân Vương Mãng tự hỏi cũng không làm được như vậy. Chu Ngọc Sơn kinh hoàng, kiếm khí ánh sáng xanh đầy trời không mạnh, chân khí toàn thân gã rung mạnh đánh tan tất cả. Thử tiếp chiêu này, Hoàng Quyền Thánh Oanh. Một quyền ảnh màu vàng khổng lồ ngưng tụ trước mặt Chu Ngọc Sơn, gã gầm to ầm ầm đánh ra. Quyền ảnh to lớn bao phủ một nửa lôi đài, không có cỗ tránh né. Khương Vô Kỵ cười to bảo. Nhất lực hàng thập hội, chiêu thức cồng kềnh vào phút này lại hữu dụng, chờ xem tiểu tử này chết như thế nào, chắc sẽ bị đập nát bét. Lý Vân Tiêu con người co rút, hai tay giao nhau trước ngực quát to. Bất động vương quyền. Chí cường bá thể. Cánh tay Lý Vân Tiêu biến to ra, không chỉ cơ bắp, xương cốt chớp mắt to một vòng, khí chất trên người hoàn toàn thay đổi. Đây là... Mí mắt Tân Bì co giật, hoảng sợ hét lên. Thể thuật, tiểu tử này quả nhiên tu luyện thể thuật. Rầm. Hoàng Quyền Thánh Oanh của Chu Ngọc Sơn giáng xuống, ánh sáng chói mắt bắn tung khiến mọi người nhắm tịt mắt lại. Lôi đài vang tiếng nổ điếc tai, nền đất bằng đá bị đập nát. Bị lực lượng cuốn vào không trung bay tứ tán. Muốn nhờ vào nhất lực hàng thập hội đối kháng công kích vượt qua một đại cảnh giới, mơ tưởng hão huyền. Tiểu tử này chết chưa? Khương Vô Kỵ mở mắt ra, chợt con người trợn to nhìn bóng người đứng thẳng trong làn khói. Quần áo trên người Lý Vân Tiêu rách bươm lộ ra làn da mật ong không dính một hạt bụi, ánh nắng chiếu làn da sáng bóng. Khương Vô Kỵ hút ngụm khí lạnh. A! À, Khương Vô Kỵ kinh hoàng biến sắc mặt. Chỉ dựa vào lực lượng cơ thể đỡ Hoàng Quyền Thánh Oanh, dù là thân thể yêu thú cùng đẳng cấp cũng không thể bình yên vô sự như vậy. Tiểu tử này rốt cuộc là ai? Ta biết khá nhiều thể thuật nhưng chưa từng thấy thể thuật biến thái đến vậy. Đúng vậy, đây còn là nhân loại sao? Hèn gì Lý Vân Tiêu không sợ. Có thân thể cường đại như vậy tương đương đứng ở thế bất bại, chuyến này Chu Ngọc Sơn gặp nguy hiểm. Thật khiến người giật mình, ta luôn cho rằng thể thuật là thứ không có tương lai. Nhưng bây giờ xem ra thể thuật còn mạnh hơn một số võ kỹ khác. Các tiếng bàn tán giật mình vang lên, người Chu gia biểu tình cực kỳ khó xem, sắc mặt âm trầm như lọ nồi. Khương Vô Kỵ, Khương Vô Úy vô cùng ngạc nhiên, lần đầu tiên hai huynh đệ gặp tình huống này. Lãnh Hồng Lăng chớp mắt, nhỏ giọng nói. Nghe nói cao thủ đệ nhất đại lục Phá Thiên Vũ Đế Ngạo Trường không cũng tu luyện thể thuật, ta vốn không tin có thể thuật lợi hại như vậy, giờ đã phục. Biểu tình Tân Bì trầm trọng, Lý Vân Tiêu biểu hiện ra ngoài như thanh loan chiến hạp, huyền lôi kinh vân hống, nay là thể thuật nghịch thiên đều không phải thế lực bình thường có thể lấy ra. Người Chu gia cũng nghĩ đến điều này. Trên lôi đài, Chu Ngọc Sơn suýt rớt tròng mắt,
Hoàng quyền thánh oanh vũ vương tam tinh, dù là vũ hoàng nhị tinh, ngũ tinh cũng không dám dễ dàng đón đỡ, nhưng Lý Vân Tiêu đứng yên không nhúc nhích. Hay hắn là thân bất tử? Vậy làm sao đánh? Đám người xung quanh ngẩn ngơ. Rất nhanh, phe cực Lý Vân Tiêu thắng reo hò hoan hô. Tất thắng, tất thắng, tất thắng. Sóng âm cao dồn dập. Mạc Tử Khiêm biểu tình cực kỳ khó xem, hắn cảm nhận được tình huống của Chu Ngọc Sơn rất tệ. Vương Thần mỉm cười nói. Ta biết ngay tiểu tử này không bao giờ làm chuyện không nắm chắc. Dầm. Lý Vân Tiêu khom người đạp mạnh, mặt đất nổ tung, hắn như quả pháo bắn vọt lên cao. Lý Vân Tiêu cười gần dán sát Chu Ngọc Sơn. Chu Ngọc Sơn sợ hết hồn. A. À. Chu Ngọc Sơn cảm giác mặt Lý Vân Tiêu gần đụng vào da mặt mình, gã sợ hãi âu vội vàng thụt lùi. Ác ma phong cước. Lý Vân Tiêu chợt ngửa ra sau, giơ chân phải lên, một ánh sáng đỏ rực bay hướng đúng quần Chu Ngọc Sơn. Nhanh, độc, chính xác. Chu Ngọc Sơn sợ đến hồn vía lên mây, lỗ chân lông nở ra. A. À. Vào phút chỉ mảnh treo chuông, Chu Ngọc Sơn phát huy phản ứng và năng lực nghịch thiên đến mức tận cùng, hơ hai đấm ngăn cản. Dầm. Quyền cốt truyền đến lực lượng to lớn, cả người Chu Ngọc Sơn bay lên cao, xương tay gãy vỡ không biết bao nhiêu khúc, đúng quần bốc cháy ngọn lửa nhưng gã nhanh chóng dập tắt. Tuy đúng quần bị đốt thủng một cái lỗ nhìn mất lịch sự nhưng may mắn thứ khác không bị tổn thương. Người Chu ra toát mồ hôi lạnh đầm đìa, thở phào nhẹ nhõm. Phù. Bên người lại vang tiếng thở dài, Lãnh Hồng Lăng tiếc nuối nói. Ai, tiếc thật. Chu Trường Phát. Chấm chấm chấm. Ha 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 ha. Chiêu vừa rồi tên gì? Phải bái sư học mới được. Oai quá, chẳng lẽ là hỏa thiêu đại điểu trong truyền thuyết? Phụt, người văn minh chút được không? Cái đó gọi là cước đá đại điểu. Ha ha ha, đại điểu gì? Đó rõ ràng là tiểu điểu. Bên dưới rộ lên tiếng người ầm ĩ. Nhiều nữ nhân xấu hổ che miệng cười, nhiều người nhiều chuyện huýt sáo, tiếng châm biếm nổi lên bốn phía. Tân Như Ngọc luôn nghiêm túc nhìn cũng cười bí hiểm, trận chiến hôm nay dù thắng hay thua thì Chu Ngọc Sơn mất hết mặt mũi. Chu Ngọc Sơn điên cuồng. Chết, chết đi, ta muốn người chết. Đây vốn là trận chiến để Chu Ngọc Sơn nổi tiếng lập uy giờ biến thành bộ dạng như vậy, không còn mặt mũi nào. Chu Ngọc Sơn gầm giống lao xuống, nhưng một bóng người lóe qua. Lực lượng mạnh mẽ ập vào mặt gã. Bốp! Tốc độ của Lý Vân Tiêu quá nhanh, vào lúc Chu Ngọc Sơn xấu hổ và tức tối, đầu óc chập mạch thì hắn tát một cú trời giáng. Tiếng tát vang vọng trên bầu trời. Chu Ngọc Sơn cảm thấy nửa bên mặt đau tê dại, bị tát bay ra dập xuống lôi đài, đập nát mặt đất. Muốn ta giết, có vô số người muốn giết ta, nhưng có thể thành công giết ta thì trong nam vực này chưa có người đo. Giọng điệu thật cuồng. Lý Vân Tiêu kiêu ngạo đứng thẳng, hắn như mặt trời nóng cháy, ánh sáng và cái bóng, tất cả đều thành phong cảnh tôn lên hắn. So sánh thì Chu Ngọc Sơn như lợn chết nằm dưới đất phía xa. Tân Như Ngọc con ngươi co rút, hai đấm siết chặt nổi gân xanh, mắt tràn ngập chiến ý. Tân Như Ngọc cảm giác rõ ràng đối thủ cái ghế đệ nhất nhân thế hệ trẻ nam vực của gã chính là Lý Vân Tiêu. Trong đôi mắt bình tĩnh của Lãnh Hồng Lăng dần gợn sóng, lóe sắc xanh nhạt. Mặt Chu Dương Tiêu tím lịm quay đầu hỏi. Thúc công, làm sao đây? Chu Trường Phát sững sờ nhìn, đành bó tay. Lãnh Hồng Lăng lạnh nhạt nói. Các ngươi không cần lo lắng, nếu Lý Vân Tiêu chỉ có thể thuật thì Chu Ngọc Sơn sẽ không thua. Khí chất trên người Lãnh Hồng Lăng thay đổi nhiều, từ thiếu nữ hoạt bát đáng yêu chuyển sang lạnh lùng. Chu Trường Phát cảm nhận lạnh lẽo, nhướng mày hỏi. Sao Hồng Lăng tiểu thư vậy? Tân Bì lấy làm lạ hỏi. Thể thuật của Lý Vân Tiêu nghịch thiên, lực lượng vũ vương không thể lay động một ly, hơn nữa tốc độ siêu nhanh, Ngọc Sơn hoàn toàn yếu thế. Tuy mấy lần chỉ bị thương da thịt nhưng không còn sĩ khí, võ y tán loạn. Chu Trường Phát nghe Tân Bì nói xong xa sầm nét mặt nhưng không có đường cãi lại, mặt xanh như tàu lá chuối theo dõi lôi đài. Lãnh Hồng Lăng lạnh lùng nhìn Lý Vân Tiêu đứng trên lôi đài, không nói tiếp. Tân Bì bị mất mặt, cười cười cho qua. Thân phận như Tân Bì hiếm gặp ai dám phất lờ, nhưng Lãnh Hồng Lăng nằm trong số đó. Tên lôi đài, Chu Ngọc Sơn nằm sấp dưới đất run bần bật. Chu Ngọc Sơn run không phải vì bị thương nặng, ngược lại gã hầu như không bị chút vết thương nào. Đó là do Chu Ngọc Sơn xấu hổ đến không dám ngước mặt lên, hận không thể chui vào khe nứt dưới đến bỏ trốn.
Đầu tiên bị yêu thú Vũ Tông hù sợ đến la làng cầu cứu, sau đó dốc sức đánh ra một kích nhưng đối phương chẳng thèm né, lại bị lửa đốt chim nhỏ. Nay Chu Ngọc Sơn bị Lý Vân Tiêu tát bay, nằm sấp dưới đất như lợn chết. Cái nào cũng làm Chu Ngọc Sơn với lòng tự tôn cao quý không thể bình tĩnh chấp nhận. Bốn phía truyền lại tiếng châm chọc, cười nhạo kéo Chu Ngọc Sơn vào địa ngục tức tối và xấu hổ, gã chỉ muốn đâm chết dưới đất. Lý Vân Tiêu nhướng chân mày. A. À. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn Chu Ngọc Sơn ở phía xa, phát hiện khí thế người gã hơi thay đổi, ít nhất thân thể ngừng run. Đây là... Các cao thủ trên đài cảm giác hơi thở trên người Chu Ngọc Sơn thay đổi, bọn họ rất ngạc nhiên. Khương Vô Kỵ mắt lóe tia sợ hãi reo lên. Đệ ngũ giai vong tình thiên thư, thái thượng vong tình. Mắt Lãnh Hồng Lăng lấp lánh ánh sáng phức tạp. Chu Trường Phát phấn khởi tinh thần. Cái gì? Đây chính là đệ ngũ giai vong tình thiên thư. Trong mắt Chu Trường Phát tràn ngập mừng rỡ. Vong tình thiên thư đã nêu điều kiện cưới Lãnh Hồng Lăng là Chu Ngọc Sơn tu luyện đến đệ ngũ giai vong tình thiên thư, vì có người suốt đời không thể bước vào đến ngưỡng cửa này, khi đã bước qua với thể chất của Chu Ngọc Sơn chắc chắn tương lai sẽ địa thành. Giọng Chu Ngọc Sơn lạnh thấu xương như phát ra từ hầm băng ngàn năm. Đa tạ, nếu không nhờ ngươi thì ta không thể nhanh chóng vào cảnh giới thái thượng vong tình. Chu Ngọc Sơn chậm rãi bò dậy, ngước đầu lên, đôi mắt trống rỗng không có tình cảm nhân loại. Đôi mắt trống rỗng làm Chu Trường Phát giật mình, tim đập nhanh. A, à, đây là... A, à, ra là tu luyện công pháp mất đi thất tình lục dục, tuy hơi vô nhân đạo nhưng là một pháp môn ghê gớm. Lý Vân Tiêu mỉm cười nói. Tuy nhiên người sáng tạo công pháp này làm sao biết thánh nhân vong tình, cuối cùng vô tình, tình đến cuối, ở ngay sau ta. Lãnh Hồng Lăng ngồi dưới khán đài con ngươi co rút, khuôn mặt hờ hững đột nhiên biến sắc, người run rẩy. Lời Lý Vân Tiêu như thánh chuông mộ cổ nổ vang bên tai Lãnh Hồng Lăng, thực hải lóe qua các tia sáng nhưng không thể bắt giữ, làm nàng rất sốt ruột, chỉ mỏng suy tư. Không chỉ Lãnh Hồng Lăng, Lạc Vân Thường tĩnh tu trong giới thần bi cũng mở mắt nhấp nháy. Lạc Vân Thường lẩm bẩm: thánh nhân vong tình, cuối cùng vô tình, tình đến cuối, ở ngay sau ta. Tần Như Tuyết kinh ngạc hỏi: Lạc lão sư đang nói gì? Lạc Vân Thường cười khổ, lắc đầu. Côn Ngô thần thụ trong sinh mệnh luân chuyển đại trận rèm mi run run, hai hàng lệ rơi. Trên lôi đài người Chu Ngọc Sơn run rẩy, tinh thần sắp lạc mất. Mắt Chu Ngọc Sơn lóe tia gợn sóng, rất nhanh trở về bình thường. Chu Ngọc Sơn lạnh lùng nói. Nói bậy bạ linh tinh làm rối loạn tinh thần của ta. Thái thương vong tình là vô tình nhất, do vong tình vũ đế sáng tạo ra công pháp tuyệt thế. Con kiến bình tĩnh nhà người làm sao hiểu ra áo nghĩa trong đó. Thể thuật của ngươi rất quá dị, thái thượng vong tình cảnh của ta chưa chắc giết được ngươi. Chu Ngọc Sơn giơ hai tay lên, muôn vàng ánh sáng từ bốn phương tụ về dần hình thành trong lòng bàn tay gã, ngưng tụ ra huyền binh hình thanh kiếm. Ánh trăng lấp lánh tựa mộ tuyết hàn băng, sắc bén soi rọi. Tân Bì con ngươi co rút. Đây là... Thanh âm cho Tân Bì cảm giác cực kỳ quen thuộc, gã hoảng sợ hét thất thanh. Khương trưởng lão, thanh huyền binh này chẳng lẽ là... Tân Bì nhìn Khương Vô Kỵ đắc ý, khó tin nói. Khương trưởng lão, chẳng lẽ Đoạn Tình tông chủ? Đúng vậy. Khương Vô Kỵ vuốt râu mép, vênh váo nói. Đây là binh khí tùy thân ngày xưa của tông chủ, huyền khí lục giai, Ngô Câu Xương Tuyết Minh. Cái gì, Ngô Câu Xương Tuyết Minh? Các cao thủ trên khán đài thể xác và tinh thần rung động, hoảng sợ nhìn bên dưới, vẻ mặt tràn ngập khó tin. Mắt Chu Trường Phát tràn ngập vui mừng, kích động như điên. Ngô Câu Xương Tuyết Minh cực kỳ nổi tiếng trong Hỏa Ô Đế Quốc. Ngô Câu Xương Tuyết Minh là vũ khí tùy thân của Lãnh Tinh Ba, tông chủ Đoạn Tình Sơn, kiếm còn người còn là danh từ đi theo gã. Hơn 20 năm trước thanh huyền khí này bị xếp xó, từ đó không còn lộ ra nữa. Có người nói vì Lãnh Tinh Ba bước chân vào bát hoang cảnh vũ tôn, Ngô Câu Xương Tuyết Minh không đủ dùng. Có người nói thì trong Hỏa Ô Đế Quốc, thậm chí Nguyên Nam vực không ai xứng để Lãnh Tinh Ba sử dụng Ngô Câu Xương Tuyết Minh. Có nhiều loại suy đoán, nhưng chắc chắn rằng huyền khí này bị phủ bụi theo Lãnh Tinh Ba quy ẩn. Không ngờ khi Ngô Câu Xương Tuyết Minh xuất hiện sẽ là trong tay Chu Ngọc Sơn. Mọi người liếc trộm Lãnh Hồng Lăng ngồi trên khán đài, không hiểu tại sao Lãnh Tinh Ba không truyền vũ khí quan trọng này cho nữ nhi của Âm Ình. Tân Bì, gia chủ ba đại thế gia thì hiểu. Lãnh Tinh Ba đúng là có ý thu Chu Ngọc Sơn làm nữ tế.
Mắt Mặc Địch lóe tia ghen tị. Ha ha, chúc mừng Trường Phát trưởng lão, Dương biểu huynh. Ngoài miệng Mặc Địch cười tủm tỉm nói. Ngọc Sơn có được thần khí như vậy trong thế hệ trẻ dù không phải vô địch nhưng ít nhất đứng ở thế bất bại. Chu Dương Tiêu mừng rỡ reo lên. Không ngờ lãnh tông chủ xem trọng Ngọc Sơn như vậy, đây là phúc cho Chu gia. Khương Vô Kỵ đắc ý nói. Bạc tình chi thể là thể chất vạn người khó tìm. Tông chủ bồi dưỡng Ngọc Sơn như người nối nghiệp. Ngô Câu Xương Tuyết Minh sắc bén thổi đứt tóc, là cực phẩm trong huyền khí lục giai, dù là huyền khí cùng đẳng cấp cũng bị một nhát kiếm chém đứt. Ta chờ xem thể thuật của tiểu tử này có thể cản nổi mũi nhọn của Ngô Câu không. Ha ha, Khương trưởng lão nói đùa. Mặc Địch vuốt râu cười nói. Thân thể xác hàm trước thần binh lợi khí thế này sẽ bị băm nát ngay, thắng thua đã định. Ha 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 ha, thì đó. Người Chu gia hớn hở trong lòng, tăng hảo cảm với Mặc Địch. Tân Bì nỗi lòng bình tĩnh, miễn Chu Ngọc Sơn cưới được Lãnh Hồng Lăng, trong vòng mấy trăm năm sắp tới tứ đại thế gia sẽ lấy Chu gia dẫn đầu. Thánh nhân vô danh, thái thượng vong tình, lãnh nguyệt Ngô Câu, vong tình nhất trảm. Chu Ngọc Sơn cầm Ngô Câu bảo kiếm, khí chất đột nhiên thay đổi. Kiếm quang chớp lóe như vầng trăng phản chiếu, lanh dị băng thấu xương. Kiếm quang ở trong tay Chu Ngọc Sơn hóa thành vầng trăng xuyên thấu không trung bay tới. Người xung quanh hoảng sợ, không gian như nằm trong ánh trăng, tùy thời sẽ bị nghiền nát. Mắt Tân Bì lóe tia sáng lẩm bẩm. Vong tình quyết, Ngô Câu kiếm. Lý Vân Tiêu hừ lạnh một tiếng. Hổ nha kiếm, Thanh Liên kiếm ca. Mọi người nhờ thanh âm này lấy lại tinh thần. Hổ nha kiếm gầm lên, kiếm quang ngút trời ngưng kết đóa sen máu trên bầu trời, từng đóa nở rộ muốn nghiền ánh trăng. Hai lực lượng giằng co trong không trung, chỉ một giây. Bùm! Màu đỏ đầy trời tan biến, từng đóa sen nổ tung trên bầu trời. Hổ nha kiếm bị Lãnh Nguyệt Ngô Câu áp chế mất hết ánh sáng, thân kiếm nứt rạn người vỡ vụn. Chu Ngọc Sơn khí thế hùng hổ. Thái thượng vong tình quyết cho ta có lực lượng đỉnh Vũ Vương, cộng với Ngô Câu Xương Tuyết Minh huyền khí đỉnh lục giai, dù là cường giả Vũ Tông ta cũng dám đánh một trận. Con kiến bình thường nhà ngươi lấy gì ngăn lại ta? Vô số ánh sáng trăng lạnh không còn bị ngăn cản đổ ập xuống muốn cắt nát Lý Vân Tiêu. Con ngươi Lý Vân Tiêu co rút, trong mắt không hề hoảng hốt ngược lại lấp lánh ánh sáng. Lý Vân Tiêu lộ vẻ khen ngợi, lẩm bẩm. Trượng phu cầm thanh Ngô Câu, khí phách cao trăm thước lâu. Một vạn năm đến ai sử dụng, ngoài 3000 dặm dục phong hầu. Kiếm tốt, đúng là kiếm tốt. Không biết là ai luyện ra Lãnh Nguyệt Ngô Câu. Đám người té xỉu, huyền binh vỡ, phút sống chết ngay trước mặt mà Lý Vân Tiêu còn rảnh ngâm thơ cảm thán. Mắt Chu Ngọc Sơn lộ rõ sát khí, lóe tia quê quá hóa giận, đôi mắt trống rỗng nổi lên gợn sóng. Lý Vân Tiêu thong dong cầm kiếm gãy nhấc lên, mảnh nhỏ hổ nha kiếm như bị lực lượng nào đó hấp dẫn ngưng tụ trong không trung. Lý Vân Tiêu vung kiếm thế, các mảnh nhỏ vòi rồng theo chân khí khống chế hóa thành đốm sao bắn hướng Cửu Long Nhiếp Linh trận. Bùm 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 bùm. Mảnh nhỏ bảo kiếm nổ tung trước kiếm khí Lãnh Nguyệt nhưng ánh sao lốm đốm vẫn xuyên thấu kiếm khí bắn hướng Chu Ngọc Sơn. Vây ngụy cứu triệu, không thể không phòng, trừ phi Chu Ngọc Sơn muốn lưỡng bại câu thương. Chu Ngọc Sơn biến sắc mặt vội thu về kiếm thế, ánh sáng chợt lóe Ngô Câu Xương Tuyết Minh hiện ra quanh thân gã. Keng keng keng. Một chuỗi tiếng kim lão hoa va nhau, mảnh nhỏ bảo kiếm bị chém nát. Mọi người trợn trừng mắt ốc biu, bọn họ chưa từng gặp võ kỹ tinh xảo như vậy. Bình thường hai người quyết đấu mà cách biệt ba đẳng cấp tinh thì mặc cho ngươi có võ kỹ, trang bị thông thiên cơ bản sẽ bị xử trong một giây. Lý Vân Tiêu này thật sự chỉ có 15 tuổi sao? Trên khán đài, đôi mắt áo địch già tràn ngập kinh sợ. Loại bình tĩnh gặp nguy không sợ này tuyệt đối không phải giả bộ mà thật sự nắm chắc, Tang Thương coi rẻ. Mới rồi gặp nguy hiểm ứng đối nhẹ nhàng không phải nhờ may mắn mà tiêu sái bình tĩnh, cái này. Chu Cẩn Trán toát mồ hôi lạnh ròng ròng, khó tin nói. Hay bảo nhất lực hàng thập hội, nhưng loại kỹ xảo này như thần bù đắp chênh lệch một đại cảnh giới, đảo điên tri thức của ta. Không chỉ Chu Cẩn, đám người đều bị võ kỹ hoa lệ, cách khống chế tinh diệu làm mù mắt. Bọn họ xoe tròn mắt như chuông đồng. Lãnh Hồng Lăng kinh ngạc mắt chớp chớp tỏa sáng. Sao lại tinh diệu như vậy? Quá thần kỳ, hắn thật là trở thành võ kỹ. Mọi người gật gù đồng ý. Người Chu gia im lặng, công nhận lời Lãnh Hồng Lăng nói đúng. Khương Vô Kỵ nuốt nước miếng nói.
Hiện tại huyền binh của hắn đã vỡ thì làm sao đối kháng Ngọc Sơn? Một con đường chết. Mọi người thấy đáng tiếc, thiếu niên thiên tài như vậy sắp chết trên lôi đài, nếu được bồi dưỡng thì tương lai sẽ là cường giả một thế hệ. Đám đại biểu thế hệ trẻ như Mạc Tử Khiêm, Trình Hiểu Lam sinh ra tiếc nuối đồng loại. Dưới lôi đài, hai tay Đinh Linh Nhi siết chặt. Chu Ngọc Sơn vừa xấu hổ vừa tức giận quát to. May mắn tránh thoát một kiếm, lần này để xem ngươi làm sao sống. Phong Tình Nhất Trảm. Ngô Câu Xương Tuyết Minh lại chém xuống. Hai người chênh lệch một đại cảnh giới, trong tay Chu Ngọc Sơn cầm huyền binh cực phẩm lục giai, Lý gia sớm nên chém nát Lý Vân Tiêu. Rằng co lâu như vậy vẫn đánh ngang tay khiến cảnh giới thái thượng Vong Tình của Chu Ngọc Sơn gợn sóng, hận không thể trực tiếp nhào lên cắn chết đối phương. Con người Lý Vân Tiêu co rút, Vong Tình kiếm khí của Ngô Câu kiếm đúng là cơ thể hắn không đỡ nổi. Hổ nha kiếm gãy, Lý Vân Tiêu trừ giới thần bi ra không có vũ khí tiện tay, nhưng hắn không thể lấy giới thần bi ra đè chết Chu Ngọc Sơn, làm vậy rất rung động, sẽ gây ra rắc rối vô cùng. Hai tay Lý Vân Tiêu nhanh chóng bắt ấn. Các luồng sáng vàng bay ra từ tay hắn ngưng tụ trước mặt hóa thành một ký hiệu lấp lánh ánh sáng vàng. Tân Bì con người co rút, gã nhận ra chiêu này, là phù sinh ấn của Dương Địch. Đây là, phù sinh ấn của Dương Địch đại nhân. Không thể nào. Cách xa Kim Ô Lôi Thần Đài ngàn thước, trong một gian phòng hoa lệ to lớn trong công hội thuật luyện sư, một màn kính nước hiện ra trên mặt tường chiếu rõ hình ảnh trong cuộc tỉ thí. Hai lão nhân đang thoải mái chéo chân xem hình ảnh. Nhai chân quả ngon lành. Đột nhiên một lão nhân giật nảy mình cắn trúng cổ họng, đau đớn la làng, đôi mắt giật mình nhìn màn kính nước không dám chớp mắt cái nào. Lão nhân hét thất thanh. Phù sinh ấn, là phù sinh ấn của Dương Địch đại nhân. Người này là hội trưởng công hội thuật luyện sư, Bách Lý Công Cẩn. Lão nhân ngồi bên cạnh là Nguyên Hạo thuật luyện sư tứ giai. Nguyên Hạo lộ vẻ mặt giật mình, nghi hoặc nhìn hình ảnh, mắt chớp lóe đột nhiên. Quyết ấn đã thành, cái này, hình như hơi khác. Bách Lý Công Cẩn kinh ngạc nói. Đúng là khác. Bách Lý Công Cẩn trầm giọng nói. Chẳng lẽ là Trần Thế Ấn? Nguyên Hạo sửng sốt lặp lại. Trần Thế Ấn? Nguyên Hạo kinh ngạc hỏi. Đó là cái gì? Nguyên Hạo chưa từng nghe về ấn quyết này. Vẻ mặt Bách Lý Công Cẩn tràn ngập khó tin giải thích rằng. Ngày xưa Dương Địch đại nhân từng bảo ấn quyết của đại nhân do Cổ Phi Dương truyền lại. Ấn quyết này chia ba thức là phù sinh ấn, trần thế ấn, thiên địa ấn. Ngày xưa Cổ Phi Dương chỉ truyền cho Dương Địch đại nhân thức thứ nhất, sau này Dương Địch đại nhân tự lần mò thức thứ hai rất nhiều năm nhưng mãi không được, hay đây chính là trần thế ấn mà Dương Địch đại nhân luôn khao khát. Người Lý Vân Tiêu tỏa ánh sáng vàng rực rỡ. Trần thế khổ hải, siêu thoát bỉ ngạn. Một kim ấn to lớn do ngàn vạn ký hiệu tổ thành bay ra từ đôi tay Lý Vân Tiêu. Bao phủ một phương thiên địa đánh hướng Ngô Câu kiếm quang, khí phách nuốt trời cắn đất. Buồn cười, ngươi chỉ là vũ quân tứ tinh, chênh lệch như lạch trời, làm sao ngăn lại được Phong Tình Nhất Trảm của ta. Rầm, Trần Thế Ấn bao trùm một phương, đè trên Phong Tình kiếm khí. Ánh sáng vàng lấp lánh bắn ra đánh tàn ấn quyết, kiếm khí không giảm uy thế tiếp tục chém xuống Lý Vân Tiêu. Quả nhiên là Trần Thế Ấn, Tiêu Đời, hai người chênh lệch quá lớn. Chu Ngọc Sơn có Ngô Câu Xương Tuyết Minh huyền khí lục giai, Lý Vân Tiêu này Tiêu Đời. Bách Lý Công Cẩn dậm chân, bực tức nói. Nếu biết hắn có Trần Thế Ấn thì ta đã kiên quyết ngăn cản trận quyết đấu này. Nguyên Hạo giật mình nhìn màn nước, nhỏ giọng nói. Thật sự xong đời sao? Nhưng tại sao ánh mắt của hắn hờ hững như thế? Lý Vân Tiêu nhìn kiếm quang đầy trời đổ xuống, hắn thở ơ. Từng đợt chân khí xoay tròn quanh thân hắn. Xương cốt cơ bắp trướng to, khí thế vận chuyển đến đỉnh. Các ký hiệu ánh vàng bay ra khỏi cơ thể Lý Vân Tiêu như tinh vân xiềng xích vòng quanh người ngưng kết thành các đồ án, kết thành một phương ấn quyết. Khi ấn hình thành, thiên địa bốn phía bị lôi kéo, lực lượng kỳ lạ từ bốn phương tám hướng vọt đến. Phương ấn quyết chiếu sáng rực rỡ. Bách Lý Công Cẩn chừng suýt rớt trong mắt, cổ họng khô khốc, khó khăn nuốt nước miếng lắp bắp nói. Đây là, thiên. Thiên địa. Lý Vân Tiêu kết ấn, nhấn vào phương ấn quyết, một luồng sáng vàng bắn ra chiếu rọi nguyên thiên địa, ẩm ẩm bay ra. Lý Vân Tiêu không chút tình cảm quát to. Thiên địa vô cực, lục đạo luân hồi. Ấn quyết ảnh hưởng thiên địa, như trời sập đất nứt, nhật nguyệt vô quang. Phong Tình kiếm khí của Ngô Câu Xương Tuyết Minh trở nên lu mờ trước phương ấp này, hoàn toàn bị nuốt.
Ầm 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 ầm. Hai lực lượng va chạm nổ tung, lôi đài tràn ngập ánh sáng vàng chói lòa, không gian như bị đông lại vào khoảnh khắc này. Lý Vân Tiêu, Chu Ngọc Sơn bị lực lượng va chạm nuốt mất. Người xung quanh chỉ thấy một mảnh trắng xóa, lôi đài vỡ ra từng tấc, nhiều đá vụn bị năng lượng tàn phá trùng kích bay lên trời, cực kỳ rung động. Bốn phía lôi đài có cao thủ sử dụng chân khí ngăn cản lực lượng trùng kích, nếu để lực lượng khuyết tán sẽ có nhiều người vô tội bị thương. Ầm 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 ầm. Tiếng nổ kéo dài không dứt trên bầu trời Thượng Dương Thành, như tiếng sấm nổ ầm ầm. Chu Trường Phát nhìn năng lượng va chạm, giật mình lẩm bẩm. Lực lượng tương đương sao? Loại lực lượng này trùng kích chỉ có cường giả Vũ Tông mới chạm tới được. Chu Ngọc Sơn có Thái Thượng Vong Tình Quyết cộng thêm Ngô Câu Xương Tuyết Minh, miễn cưỡng tới trình độ đó. Nhưng Lý Vân Tiêu chỉ là Vũ Quân Tứ Tinh, lại tay không, vì sao? Khương Vô Kỵ, Khương Vô Úy há hốc mồm, ngây như phỗng. Lãnh Hồng Lăng che khăn nhưng vẫn lộ ra ánh mắt ngơ ngẩn, khó tin lẩm bẩm. Đây là võ kỹ gì mà trên cả Vong Tình Thiên Thư? Tân Bì nuốt nước miếng, khó khăn nói. Hai phương ấn quyết vừa rồi chiêu sau mạnh hơn chiêu trước, đặc biệt thức hai thiên địa ấn làm ta cảm giác như trời sập đất nứt, nhật nguyệt vô quang. Chu Cẩn ngơ ngẩn. Nó rất giống phù sinh ấn của Dương Địch Đại Nhân nhưng uy lực mạnh hơn, dường như bản kéo dài hoặc bản tiến bộ của phù sinh ấn. Áo Địch già nhíu mày nói. Dương Địch truyền thừa từ mạch cổ Phi Dương, hay Lý Vân Tiêu này cũng truyền thừa từ cổ Phi Dương. Tân Bì nheo mắt, giật nảy mình nói. Cổ Phi Dương chết nhiều năm, hay đây là đệ tử của hắn? Mọi người suy đoán lung tung, tiếc rằng tin tức quá ít, kết quả không đáng tin. Nhưng người Chu gia nghe vào tai thì như tiếng sét giữa trời xanh, đả kích tâm hồn nhiều. Nếu Lý Vân Tiêu thật sự là truyền nhân đệ tử của Cổ Phi Dương thì Chu gia ăn bồ hòn là cái chắc. Mấy đệ tử của Cổ Phi Dương có người nào Chu gia chọc vào nổi? Đại đệ tử Hoa Thiên Thụ là cường giả Cửu Thiên Vũ Đế. Chu gia chịu thiệt cũng đành thôi, nếu đối phương không vui tùy ý vỗ một trường đủ đập tan Chu gia. Khương Vô Kỵ, Khương Vô Úy cảm thấy sự việc không ổn. Đoạn Tình Sơn mặc dù đinh gang trong Hỏa Ô Đế Quốc nhưng nhìn khắp Thiên Vũ Đại Lục thì chẳng là gì. Trên lôi đài, năng lượng trùng kích rất nhanh biến mất. Lôi đài xây dựng bằng thanh cương nham chắc chắn nhất đã vỡ thành nhiều mảnh, nhiều vị trí vỡ vụn, rách nát không chịu nổi. Mọi người hút ngụm khí lạnh. A. À. Lý Vân Tiêu đứng thẳng, người có vết máu nhưng chỉ bị thương ngoài da. Lý Vân Tiêu ở ngay trung tâm hai lực lượng bùng nổ nhưng bình yên vô sự. Chu Ngọc Sơn đã biến mất trong tầm mắt mọi người, không rõ sống chết thế nào. Trong đám người, đôi mắt Phù Dung tràn ngập giật mình, kinh sợ hỏi. Tiểu thư, Lý Vân Tiêu thật sự là Vũ Quân Tứ Tinh sao? Mới rồi Chu Ngọc Sơn dốc sức đánh một kích, chưa chắc Phù Dung đỡ nổi. Mắt Đinh Linh nhi lóe tia sáng. Kích động suýt khóc, nhỏ giọng nức nở. Thắng, ta cược thắng. Sức chiến đấu sánh bằng Vũ Tông, thuật đạo tứ giai cấp quân. Trong người trẻ tuổi toàn hương minh bao nhiêu người làm được như hắn. Chắc chắn Lý Vân Tiêu có thể cứu Thiên Nguyên Thương Hội thoát khỏi khốn khó. Lý Vân Tiêu thí sâu. Phù. Trùng kích cường đại làm chí cường bá thể của Lý Vân Tiêu bị thương nhẹ, nhưng cơ thể đã hút vào đa số lực lượng chuyển hóa thành chân khí chìm vào đan điền. Hiện giờ Lý Vân Tiêu không chỉ tiêu hao lực lượng được bổ sung gần đầy hết, cơ thể hấp thu nhiều lực lượng nhanh chóng phục hồi, loạn da bị thương nhanh chóng khép lại. Có luyện thể thuật bá đạo biến thái thế này Lý Vân Tiêu đã hiểu tại sao hắn không đanh lại ngạo trường không. Dù Chu Ngọc Sơn mạnh hơn Lý Vân Tiêu một đại cảnh giới, vừa rồi năng lượng trùng kích cũng không đỡ nổi bị cuốn vào. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn đống đá vụn trước mắt, bên dưới truyền đến hơi thở của Chu Ngọc Sơn, gã bị chôn bên dưới. Ra đi, ta biết ngươi chưa chết. Như thế nào, muốn giả chết hay câu giờ? Lý Vân Tiêu liên tục gọi vài lần không thấy Chu Ngọc Sơn trả lời, hắn lạnh lùng nói. Dù làm gì cũng uổng công, muốn giết ta, toàn Nam vực không ai làm được. Người muốn ta chết đều giả chết trước, người cũng vậy. Lý Vân Tiêu sải bước tiến lên, thanh âm vang vọng nguyên lôi đài. Mọi người chấn động tinh thần, bị bá khí của Lý Vân Tiêu chấn nhiếp, toàn trường tĩnh lặng. Dầm. Đống đá vụn phế tích đằng sau chợt bắn ra kiếm quang như cầu vồng xẹt qua không gian chém vào người Lý Vân Tiêu. Chu Ngọc Sơn hung tợn phun ra một chữ. Chết đi. Chu Ngọc Sơn rót hết lực lượng vào Ngô Câu kiếm, nhân kiếm hợp nhất, một kích tất sát.
Người Chu Ngọc Sơn đẫm máu, gã cố nén không đi ra vì xúc lực và tấn công bất ngờ. Đôi mắt giận dữ lần nữa trống rỗng, vận chuyển thái thượng vong tình quyết đến đỉnh, Chu Ngọc Sơn toát ra coi rẻ hờ hững. Hừ, chờ ngươi lâu rồi. Con ngươi Lý Vân Tiêu co rút, co ngón tay búng nhẹ. Ngón tay với góc độ mềm dẻo khó tin đập vào Ngô Câu Xương Tuyết Minh kêu keng một cái. Ánh sáng bắn tứ ưu tinh, thân kiếm phát ra tiếng rồng ngâm, dường như bị trùng kích mạnh mẽ. Chu Ngọc Sơn chấn động tinh thần, trường kiếm suýt bay khỏi tay. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng chỉ một cái tuy không đánh bật kiếm thế của gã nhưng chấn nát niềm tin của gã. Ta dốc sức đê nhá một kích nhưng bị hắn nhẹ nhàng chỉ một cái hóa giải. Sự thật tàn nhẫn đẩy Chu Ngọc Sơn xuống địa ngục, khí thế và chiến ý của gã bị đánh tán. Niêm Hoa Nhất Chỉ quá tinh diệu. Tân Bì là người có tu vi mạnh nhất trong cả đám, bỗng con ngươi co rút kinh hoàng nói. Một chỉ tùy ý ẩn chứa võ ý thiên đạo, có ý quy tắc trên thế gian. Lý Vân Tiêu rốt cuộc là ai? Hắn lĩnh ngộ võ đạo đã đến mức thâm ảo dù là ta cũng không theo kịp. Bùm! Lý Vân Tiêu giẫm lên ngực Chu Ngọc Sơn, gã hộc máu bay ra ngoài, té cái bịch xuống đất, ọc máu. Đôi mắt Chu Ngọc Sơn trống rỗng nhưng không phải thái thượng vong tình mà là niềm tin, chiến ý hoàn toàn bị đánh tan. Keng! Ngô Câu Xương Tuyết Minh bay khỏi tay Chu Ngọc Sơn. Keng! Ngô Câu Xương Tuyết Minh cắm bên cạnh Chu Ngọc Sơn, ánh sáng tan biến như bia mộ tĩnh lặng. Hai lực lượng tan biến, bốn phía lôi đài tĩnh lặng. Mọi người bị chấn nhiếp không dám thở mạnh. Đến giờ phút này đám người mới lấy lại tinh thần, ánh mắt sợ hãi nhìn thiếu niên như thần linh giáng trần. Lý Vân Tiêu nhìn Chu Ngọc Sơn nằm sấp dưới đất như chó chết, giơ chân đạp đầu gã. Tiếp sau mở lớn mắt chút, có một số người không phải ngươi có thể trêu vào. Người Chu gia căng thẳng, nhưng Kim Ô Lôi Thần Đài là nơi quyết đấu truyền thừa vạn năm trong Hỏa Ô Đế Quốc, trước giờ không ai dám làm trái quy tắc, dù là hoàng thất cũng không thể. Trên lôi đài, sinh tử do trời định. Khương Vô Kỵ thấy Lý Vân Tiêu quyết định vô cùng thì không nhịn được nữa, vọt ra. Dừng tay. Khương Vô Kỵ đáp xuống lôi đài, vỗ trưởng vào Lý Vân Tiêu. Hai huynh đệ Khương trưởng lão trừ truyền dạy vong tình thiên thư còn phụ trách bảo vệ an toàn cho Chu Ngọc Sơn. Chu Ngọc Sơn kế thừa vong tình thiên thư, Ngô Câu Xương Tuyết Minh, là truyền nhân đời tiếp theo của vong tình thiên thư. Nếu Chu Ngọc Sơn bị giết thì Khương Vô Kỵ, Khương Vô Ý không cách nào trở về ăn nói. Khương Vô Kỵ là vũ tông nhị tinh, vừa ra tay ức chế chặt chẽ khí thế của Lý Vân Tiêu, trưởng phong không nương tình, sát ý thoáng hiện. Đám người Tân Bì con ngươi có rút lộ vẻ tức giận. Khương Vô Kỵ công khai khiêu khích quy tắc quyết đấu, nhưng Tân Bì không mong Chu Ngọc Sơn chết đi. Vì vậy Tân Bì sắc mặt âm trầm mắt lạnh bàng quy na. Dậy cái đầu ngươi, lão bất tử, ngươi vô sỉ vậy. Nếu không cần mặt vậy quỳ xuống đi. Mắt Lý Vân Tiêu lóe sát ý, chân phải định đạp bể đầu Chu Ngọc Sơn chợt rụt về, hai tay hắn hiện ra một chuỗi khoa đầu văn tự màu vàng hình thành ký hiệu bao trùm Khương Vô Kỵ. Ngươi nói cái gì? Khương Vô Kỵ tức giận quát. Không biết trời cao đất rộng, không biết tôn trọng tiền bối võ đạo, hôm nay có giết ngươi cũng không oan. Khương Vô Kỵ tăng sức mạnh trưởng phong, nhưng lòng lão bỗng run lên, hoảng sợ ngước đầu. Khương Vô Kỵ thấy tia sáng trong mắt Lý Vân Tiêu, lực lượng vô hình sộc vào não lão, tinh thần thất thủ. Khương Vô Kỵ kinh hoàng. Nguy rồi, là công kích linh hồn. Khi tinh thần thất thủ Khương Vô Kỵ cảm thấy hai đầu gối đau nhức, thân thể bị lực lượng mạnh mẽ ức chế đè đôi chân mềm nhũn. Bùm! Khương Vô Kỵ quỳ xuống. Đám người chừng muốn rớt tròng mắt. Cái gì? Xảy ra chuyện gì? Thật sự quỳ. Chói mù mắt ta. Cường giả vũ tông quỳ trước Lý Vân Tiêu. Không thể nào. Má ơi, lão tử thấy cảnh này có thật không? Vừa rồi có chuyện gì? Cái gì, ta chỉ mới chớp mắt một cái mà sao xảy ra chuyện hoang đường như vậy? Không chỉ bốn phía xôn xao, các gia tầng quý tộc trên khán đài cũng hoảng sợ đứng dậy, vẻ mặt giật mình, trong mắt tràn đầy khó tin, ngây ngẩn. Đầu óc Khương Vô Kỵ ù đặc, lão xấu hổ và tức hộc máu. Phụt! Khương Vô Kỵ tức giận quát. Qua to gan, dám khiến một cường giả vũ tông quỳ trước ngươi. Chết, chết, chết đi. Khương Vô Kỵ giống ba chữ chết, khí thế tăng vọt đến đỉnh gần như nổ banh xác, mắt phun lửa. Ánh mắt Lý Vân Tiêu lạnh băng. Chết cái đầu ngươi, Múa Ân đứng dậy, ai cho phép, quỳ tiếp đi. Phù ấn vàng lượn lờ quanh hai tay Lý Vân Tiêu,
ánh sáng vàng bắn ra từ trấn hắn hóa thành giới thần bi khổng lồ đè xuống người Khương Vô Kỵ. Giới thần bi tỏa ánh sáng vàng lấp lánh hợp nhất với thủ ấn của Lý Vân Tiêu, tác động một phương thiên địa ầm ầm đáp xuống. Khương Vô Kỵ tức giận và xấu hổ muốn bùng nổ, mắt trợn to muốn đứng dậy. Khương Vô Kỵ chợt cảm nhận lực lượng cường đại không gì sánh bằng đè xuống, cảm giác như có mấy ngọn núi đè người lão. Dầm bịch. Khương Vô Kỵ lại quỳ xuống. Nhãi con, ngươi không chết tử tế được. Đôi mắt Khương Vô Kỵ đỏ ngầu đầy tơ máu, lão tức giận tụ tập chân khí toàn thân vào đôi tay muốn đánh tan giới thần bi đè trên người. Với sức mạnh vũ tông của lão, dù đối phương nghịch thiên đến mấy chỉ có đường chết. Khương Vô Kỵ liên tục đánh mấy cú đấm, trong lục hợp sức mạnh chấn động sắp phá vỡ mọi ức chế. Cái gọi là lục hợp chi cảnh tức lĩnh ngộ lực lượng hoan vũ lục hợp, rình ngó chút pháp tắc thiên địa, đủ dựa thế sử dụng, ngự không mà đi. Ầm 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 ầm. Quyền phong tung ra, trong phút chốc trên lôi đài kình khí tứ răng. Người xung quanh sợ hãi thụt lùi sợ bị hại cá trong chậu. Cái gì? Các cao thủ trên khán đài phát hiện có điều lạ. Mặc kệ Khương Vô Kỵ oanh kích cỡ nào thì quyền phong không thể phá mở một phương không gian do giới thần bi chấn. Giới thần bi ầm ầm giáng xuống không bị ngăn cản chút nào. Khương Vô Kỵ thầm giật mình, hơi thở chết chóc lan tràn trong lòng lão. Khương Vô Kỵ khó tin nhìn phương thần khí giáng xuống, đôi mắt ngơ ngác và tuyệt vọng. Lão đường đường là vũ tông nhưng không chịu nổi một kích. Cùng tuyệt vọng còn có Chu Ngọc Sơn. Khương Vô Kỵ quỳ ngay bên cạnh Chu Ngọc Sơn, giới thần bi bao phủ một phương không gian. Chu Ngọc Sơn không né thoát được, gã kinh hoàng gào thét. Đừng, đừng giết ta không muốn chết, đừng giết ta. Rầm. Giới thần bi đè xuống, mặt đất rung rinh, ánh sáng bắn ra bốn phía. Các cữ trúc chắc khó hiểu chuyển động trên giới thần bi, chợt lóe rồi tắt. Khương Vô Ý chấn động tinh thần, mắt đỏ ngầu kinh hoàng hét thất thanh. Không, đại ca. Ngọc Sơn. Chu Dương Tiêu phát cuồng, khóc ròng rã. Người Chu Trường phát run lẩy bẩy, bỗng chốc già nua. A. Toàn trường hút ngụm khí lạnh, kinh hoàng đến người lạnh lẽo. Khương Vô Kỵ và Chu Ngọc Sơn bị chấn áp tuyệt đối không sống nổi. Đường đường là cường giả vũ tông một thế hệ, chết thế này thật oan. A, đại ca. Tiếng gào thê lương của Khương Vô Ý đánh thức mọi người, tập thể nhìn hướng thiếu niên hờ ứng đứng giữa lôi đài, chán thoát mồ hôi lạnh. Tân Như Ngọc lòng lạnh lẽo, lúc trước gã còn chiến ý ngút trời muốn so cao thấp. Giờ Lý Vân Tiêu giơ tay một cái chấn chết vũ tông. Cái này. Lãnh Hồng Lăng ngơ ngác nhìn, đầu óc trống rỗng. Lãnh Hồng Lăng có biết chút ít thực lực của Lý Vân Tiêu, mấy tháng trước trong Thiên Thủy Quốc tuy đối phương mới có tu vi đại võ sư nhưng hắn biểu hiện ra sức chiến đấu đã đến đẳng cấp vũ quân. Hiện tại Lý Vân Tiêu là vũ quân, hắn phất tay giết vũ tông, qua đảo điên thưởng thức. Không chỉ bọn họ, tất cả cao thủ trên khán đài, cường giả các đại môn phái, đại thế lực núp trong đám đông. Nhóm người Đinh Linh Nhi đều dụi mắt, nhéo mình, vỗ đầu, muốn tỉnh khỏi cảnh tượng như mơ này. Khương Vô Ý nghiến răng ken két, mắt đỏ ngầu. Ngươi dám giết đại ca của ta. Ngươi dám giết người của Đoạn Tình Sơn ta. Ngươi đáng chết. Khương Vô Ý bất chấp quy tắc, gã xông lên, tức giận quát. Chu lão quỷ, tôn tử của ngươi chết thảm, ngươi định thờ ơ sao? Vẻ mặt Chu Trường phát đầy đau thương, chậm rãi nhắm mắt lại. Chu Dương Tiêu chừng muốn nứt khóe mắt, không nín được hóa thành luồng sáng cùng Khương Vô Ý lao hướng Lý Vân Tiêu. Chu Dương Tiêu là chủ Chu gia, hôm nay Chu Ngọc Sơn thua trận chết, danh vọng và tương lai của Chu gia rớt xuống đáy cốc. Chu Dương Tiêu bất chấp quy định danh tiếng gì nữa, gã phát cuồng xông lên, gã chỉ muốn xé rách Lý Vân Tiêu. Hừ, giết thì sao, không khác gì giết hai con chó. Lý Vân Tiêu vỗ tay một cái thu giới thần bi vào trán. Lôi đài hiện ra cái lỗ to sâu không thấy đáy. Nơi đó không còn bóng dáng Khương Vô Kỵ đâu, chắc đã chẳng chừa mẫu xương, thành đống bùn nhão. Chết tiệt, Trảm Tình Bá Trưởng. Khương Vô Ý bàn tay như đao cắt đứt hư không chém mạnh vào cơ thể Lý Vân Tiêu. Chu Dương Tiêu cũng năm ngón tay như móc sắt tựa vuốt ưng giáng xuống. Chiến Lang Thần Trảo. Lý Vân Tiêu giết được Khương Vô Kỵ vì đánh bất ngờ, giờ hai cao thủ vũ tông hợp tác. Hắn không có sức chiến đấu. Trán Lý Vân Tiêu lóe ánh sáng, một luồng lửa xanh hiện ra trước mắt, chậm rãi biến to, khuyết trương bảo vệ hắn. Các cao thủ trên khán đài con ngươi co rút. Thanh Liên Địa Hỏa.
Loại thiên địa kỳ hỏa này thuộc về Huỳnh Dương hỏa, sau này vị Vũ Hoàng bí ẩn của Viêm Vũ Thành thu lấy. Quả nhiên, lòng mọi người rung động, con người trợn to. Trong Thanh Liên địa hỏa hiện ra một bóng người, chính là Đoạn Việt. Vẻ mặt Đoạn Việt châm chọc, hai tay chộp hư không. Hai đốm lửa rơi vào lòng bàn tay Đoạn Việt hóa thành từng mảnh cánh hoa tan biến vỗ hướng Khương Vô Ý, Chu Dương Tiêu. Cánh hoa tàn, xinh đẹp mà thê lương. Khương Vô Ý, Chu Dương Tiêu như rơi vào địa ngục, hơi thở chết chóc tràn ngập trong đầu. Mọi thù hận tan biến, hai người hút ngụm khí lạnh vội thụt lùi ra sau. Một kích của Vũ Hoàng Tam Tình làm sao Khương Vô Ý, Chu Dương Tiêu đỡ nổi. Khi Khương Vô Ý, Chu Dương Tiêu tuyệt vọng thụt lùi thì đột nhiên một bóng người lao lên, hét to vỗ trưởng va chạm với cánh hoa tàn bộc phát lực lượng siêu mạnh chấn ba người bay xuống khán đài, đè nát đá lót đường. Người ra tay chính là Chu Trường Phát, lão dốc sức công kích nhưng bị yếu thế, trong mắt lão tràn ngập kinh hoàng. Đối phương chỉ là Vũ Hoàng Tam Tinh, về khí thế thậm chí thua lão nhưng dựa vào uy lực Thanh Liên địa hỏa đã đè ép lão. Khương Vũ Ý kinh sợ hét to. Ngươi là ai? Dám chống đối với Đoạn Tình Sơn ta, không sợ chết sao? Đoạn Tình Sơn đi ngang trong toàn Hỏa Ô đế quốc, đã bao giờ chịu thiệt lớn như vậy? Huynh trưởng chết oan ức làm lòng Khương Vô Ý thê lương. Đoạn Việt nhìn Khương Vô Ý như ngó tên ngốc, từ không trung đáp xuống sau lưng Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu con ngươi lạnh lùng nói. Đừng nói là con chó của Đoạn Tình Sơn, dù là đệ tử thân truyền, dù là lãnh tinh ba đến, đắc tội ta thì sẽ chết. Toàn trường hút ngụm khí lạnh, sợ hãi lòng bàn tay lạnh ngắt. Ui! Lãnh tinh ba là ai? Chủ Đoạn Tình Sơn, một trong ba đại cao thủ của Hỏa Ô đế quốc, cùng Tề Phong của Tụ Thiên Tông, Thôi Tùng Hạc của Thiên Châu Môn là nhân vật có tính tiêu chí của võ đạo Hỏa Ô đế quốc. Lý Vân Tiêu có biết hắn đang nói gì không? Dám buông lời ngông cuồng, không sợ rước họa vào thân. Mắt Lãnh Hồng Lăng lóe tia tức giận. Khương Vô Ý ngây người, khó tin nói. Ngươi đúng là vô tri không sợ, không biết trời cao đất rộng, dám nói lời đại nghịch bất đạo như vậy. Lý Vân Tiêu hừ lạnh một tiếng. Xin lỗi, ta trẻ người non dạ, không giỏi nói chuyện. Mọi người thở ra, chết tiệt, thì ra tiểu tử này cũng biết chữ chết viết như thế nào. Giết người của Đoạn Tình Sơn, mối thù lớn đã kết, giờ hắn mới biết hối hận thì đã muộn. Mọi người dễ cợt nhìn Lý Vân Tiêu giải quyết như thế nào. Trong đám người, Đinh Linh Nhi vẻ mặt trầm trọng thầm lo lắng. Lý Vân Tiêu nhìn thấy ánh mắt của mọi người, hắn xì cười, cao giọng quát. Con người ta thẳng tính, nếu có chỗ nào đắc tội thì. Người kêu Lãnh Tinh Ba đến cắn ta đi. Ồn ào. Đám người nghe xong té xỉu, chán toát mồ hôi lạnh. Thì ra Lý Vân Tiêu không biết chữ chết viết như thế nào. Đoạn Việt suýt té, mặt thộn ra. Mới rồi dự uy trưởng của Đoạn Việt làm Khương Vô Ý bị nội thương. Lại nghe lời Lý Vân Tiêu chọc tức, lão tức giận hộc máu. Phụt! Khương Vô Ý cảm thấy ngực nghẹn lại, lắp bắp. Ngươi! Một bóng áo đỏ chợt lóe, Lãnh Hồng Lăng đeo mạng che mặt đến gần, mắt lạnh lùng nói. Vân Thiếu gia hào hùng nói, Hồng Lăng Yến ghi nhớ, chuyện hôm nay nhất định sẽ bẩm báo với phụ thân đại nhân. Lãnh Hồng Lăng nhìn Ngô Câu Xương Tuyết Minh cắm trên lôi đài, mắt lóe tia sáng nói. Thanh bảo kiếm này là phụ thân đại nhân đeo hơn 40 năm, chưa từng nhất bại. Hôm nay hổ thẹn, để nó lại chỗ Vân Thiếu gia, sau này ta sẽ tự mình lấy về. Lãnh Hồng Lăng nói xong lắc người, một vệt sáng đỏ bay đi xa, nàng tiêu sái biến mất. Khương Vô Ý sắc mặt âm trầm, độc ác trừng Lý Vân Tiêu, xoay người vội đuổi theo Lãnh Hồng Lăng. Mắt Lý Vân Tiêu lóe tia sáng, cười hút Ngô Câu Xương Tuyết Minh vào tay. Lý Vân Tiêu lật xem. Khen ngợi. Không tệ, thật là binh khí tốt, chắc sẽ bán được một mớ tiền. Rào. Lại một đám người té xuống. Huyền khí đỉnh lục giai, báu vật vô giá sao có thể bán đi. Người Chu gia mặt xanh mét, ủ rũ vô cùng. Gia chủ ba thế gia biểu tình cực kỳ khó xem. Tuy bọn họ thích thú Chu gia xấu mặt nhưng thực lực của Lý Vân Tiêu mạnh vượt sức tưởng tượng của bọn họ. Tân Bì chậm rãi đứng dậy, cười khổ nói. Chúc mừng Vân Thiếu gia chiến thắng. Lý Vân Tiêu cất đi Ngô Câu kiếm, tiến lên vài bước, liếc Tân Bì. Kim Ô Lôi Thần Đài truyền thuyết mấy ngàn năm qua sống chết do số, quy định như sắt. Hừ hừ, ta thắng xong liên tục có người xông lên muốn giết ta, quả nhiên là quy định như sắt, sắt, sắt. Lý Vân Tiêu nhấn mạnh chữ sắt truyền ra xa,
làm người Thượng Dương Thành ù tai. Tân Bì biến sắc mặt, biểu tình khó xem nói. Chuyện này đúng là ta không làm tốt, Khương Vô Kỵ đã bị Vân Thiếu Gia chấn chết, người Chu Gia thì ta sẽ trừng trị nghiêm khắc. Đời hiện nay sùng võ, Kim Ô Lôi Thần Đài xây dựng trong Hỏa Ô Đế Quốc mấy ngàn năm qua không ai dám phá hoại quy tắc. Chưa từng có chuyện như Lý Vân Tiêu thắng xong liên tục bị người đánh lén, hiện tại hắn không bỏ qua chuyện này làm Hoàng thất Hỏa Ô Đế Quốc vô cùng mất mặt. Lý Vân Tiêu cười khinh thường nói. Các ngươi nói chuyện ai tin? Mặc kệ mọi người có tin hay không, dù sao ta không tin. Tân Bì tức giận. Ngươi! Nhưng Tân Bì nghĩ đến Lý Vân Tiêu không sợ Đoạn Tình Sơn tất cả chẳng kiêng dè gì gã, chỉ đành hít sâu, trầm giọng hỏi. Ngươi muốn sao? Lý Vân Tiêu nhìn mặt Tân Bì xanh mét, cười truyền âm. Đừng căng thẳng vậy, trên đời này chuyện gì cũng có thể bàn bạc lại. Tùy tiện bổ sung ít nguyên thạch thì ta coi như chuyện chưa từng xảy ra, nếu không ta sẽ viết chuyện này thành chuyện, ngày mai lan khắp đầu đường cuối ngõ. Tân Bì hút ngụm khí lạnh. Nếu Lý Vân Tiêu làm vậy thì mặt mũi Hoàng thất Hỏa Ô Đế Quốc mất sạch. Tân Bì cắn răng hỏi. Bao nhiêu? Lý Vân Tiêu vươn một ngón tay hơ trước mặt Tân Bì. 1.000 vạn trung phẩm nguyên thạch. Mắt Tân Bì bắn ra tia sáng lạnh, tức giận nói. Ngươi quá tham. Lý Vân Tiêu sửng sốt nói. 1.000 vạn, Tân Đại Nhân nói đùa sao? Chu gia tùy tiện đưa 6.000 vạn, người là Hoàng thất, là thúc thúc của đương kim bệ hạ. Người nói 1.000 vạn mà không biết ngượng. Tân Bì ngây người, đầu óc ù vang. Tân Bì tức giận hỏi. Ngươi dám mở miệng đòi một ức, nghèo đến điên rồi sao? Mặt Lý Vân Tiêu sụ xuống, lạnh lùng nói. Vốn định bàn bạc đàng hoàng với Tân Đại Nhân, nhưng nếu Đại Nhân không cần thì thôi. Sáng mai chờ nghe tin đồn đi. Tân Bì tức hộc máu, vội nói. Rồi rồi, một ức thì một ức. Tuy con số lớn nhưng còn trong khả năng chi trả của Tân Bì, hơn Đao Quang Chu gia, Đoạn Tình Sơn phá hoảng quy định, ra tay công kích Lý Vân Tiêu trước. Lòng Tân Bì nhỏ máu nói. Có thể cho ngươi một ức nguyên thạch nhưng ngươi phải đồng ý một điều kiện của ta. Mắt Tân Bì lóe tia sáng làm sao thoát khỏi đôi mắt của Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu lạnh lùng cười. Chuyện nào ra chuyện đó, trước đưa một ức nguyên thạch là phí chám miệng, điều kiện khác tính sau. Tân Bì sừng sỡ, đây là thiếu niên 15 tuổi sao? Nếu người bình thường nghe số nguyên thạch khổng lồ này đã sớm mừng lên mây, làm sao bình tĩnh suy nghĩ rõ ràng được? Tân Bì cảm thấy gã mới là thiếu niên 15 tuổi, còn Lý Vân Tiêu là cáo già. Tân Bì gật đầu, bất đắc dĩ nói. Chút nữa ta sẽ đến tìm ngươi. Tân Bì liếc từng người Chu gia, ánh mắt sắc bén, hừ lạnh một tiếng. Chu Dương Tiêu là gia chủ của Chu gia nhưng dám phá hỏng quy tắc quyết đấu của Kim Ô Lôi Thần Đài, sẽ chịu khổ 3 đao 6 động, chìm vào ao hắc thủy chịu phạt 3 năm. Ủa? Đám người biến sắc mặt, kinh hoàng, chỉ có Chu Dương Tiêu là vẻ mặt cay đắng ủ rũ. Cái gọi là 3 đao 6 động còn đỡ, chỉ là 3 mũi dao nhọn đâm thủng ngực, cơ thể thủng 6 cái lỗ. Tu vi vũ tông như Chu Dương Tiêu không sợ gì hình phạt này. Còn ao hắc thủy là tuyệt cảnh. Nước có tính ăn mòn rất mạnh, vũ tông ngâm trong đó 3 năm sẽ thành khung xương. Nhưng nội tình của Chu gia rất sâu, sẽ có cách giúp Chu Dương Tiêu chống đỡ hắc thủy xâm nhập thân thể. Tân Bì nhìn quét toàn trường. Quyết đấu kết thúc, mọi người giải tán. Uy nhiếp khuyết tán, đám người nghẹt thở. Mọi người thấy kịch diễn xong, ngoan ngoãn về nhà. Nhưng khắp nơi hắn la ó, nghe kỹ là chửi Chu gia vô dụng. Nếu lúc bình thường người Chu gia đã xông lên giết người, nhưng lúc này Chu gia không có tâm tình gây sự. Hơn nữa có quá nhiều người, toàn là đám cờ bạc cá cược thua, giết không hết. Những người thắng thì mừng rỡ lên mây, giơ ngón cái hướng Lý Vân Tiêu biểu đạt hảo cảm. Trình Hiểu Lam mỉm cười nói. Chúc mừng Vương Thần huynh lời to. Vương Thần cười cười, vui vẻ nói. Thân thể, nhưng Lý Vân Tiêu đúng là mạnh vượt dự đoán của chúng ta. Mạc Tử Khiêm sắc mặt âm trầm hừ lạnh một tiếng. Chu Ngọc Sơn quá vô dụng. Ngày thường cả nhóm tụ họp với nhau, nhưng giờ Chu Ngọc Sơn chết, Mạc Tử Khiêm, Trình Hiểu Lam, Vương Thần không hề có vẻ thương hại ngược lại trào phúng. Sinh trong thế gia quý tộc, quen thấy ấm lạnh tình đời, mạnh ăn thịt yếu đã rèn luyện ra máu lạnh. Gia chủ 3 thế gia đứng dậy, nhìn nhau cười. Chu Ngọc Sơn chết thảm, quan hệ giữa Chu gia và Đoạn Tình Sơn chấm dứt, còn tổn thất một hậu bối xuất sắc. Chu gia từ thiên đường rớt xuống địa ngục.
bọn họ thích thú thấy điều này. Mặc Địch nghĩ một đằng nói một nẻo an ủi. Dương Tiêu huynh, Trường Phát trưởng lão, so đấu lôi đài sống chết do trời, hãy nén bi thương. Ngữ điệu trống rỗng, nghe là biết chẳng thật lòng thông cảm. Hai gia chủ khác cũng làm bộ làm tịch chia buồn, dẫn đám tiểu bối rời đi. Tân Bì đứng yên tại chỗ không biết đang suy tư điều gì, khẽ thở dài. Chúng ta cũng đi. Tân Bì ngước nhìn Tân Như Ngọc, nhíu mày dặn dò. Ta biết trong lòng ngươi không phục nhưng hiện tại ta cảnh cáo ngươi tuyệt đối đừng đụng chạm Lý Vân Tiêu, sau này sẽ có cơ hội. Tân Như Ngọc sửng sốt, bất mãn chắp tay nói. Vâng thưa thúc tổ phụ. Tân Bì gật gù, kiêng dè nhìn Nhạc Cửu Lâm toàn thân trùm áo đen. Tân Bì mang theo Chu Cẩn, áo địch già rời đi. Tân Như Ngọc ngồi một mình nhìn Lý Vân Tiêu ở phía xa, lẩm bẩm. Nhạc thúc thúc, làm sao đây? Nhạc Cửu Lâm lộ ra khuôn mặt, mắt nhìn chằm chằm Huyền Lôi Kinh Vân Hống ở phía xa. Mắt Nhạc Cửu Lâm lóe tia sáng nói. Ta không biết có nên đụng vào Lý Vân Tiêu không nhưng ta quyết có được con yêu thú này. Tân Như Ngọc biến sắc mặt, mắt lóe tia tàn nhẫn, nhẹ gật đầu. Đám đông giải tán, than thở về nhà ngủ, hoặc tìm thê tử chút cơn tức. Người vui thì lao tới các bàn cược lĩnh tiền, vì xác suất bồi tiền qua lớn nên nhiều sòng bạc dây lát cạn tiền, nhiều người không trả nổi nguyên thạch bị đánh chết tại khu buôn bán. Người Viêm Vũ Thành theo Cổ Vinh, Lý Trường Phong sắp xếp đi lấy nguyên thạch thắng tiền cược từ trước, thu nhập hơn 2.000 vạn khối trung phẩm nguyên thạch. Số lượng làm Lý Trường Phong, Cổ Vinh suýt xỉu. Chúng ta cũng trở về đi, tiểu thư. Vu Dung nhìn Đinh Linh Nhi đứng ngây người, hỏi. Tiểu thư. Đinh Linh Nhi nhíu mày, bộ dáng tâm sự nặng nề nhìn Lý Vân Tiêu phía xa, lặng lẽ rời đi. Vu Dung thoải mái đi theo sau Đinh Linh Nhi, thực lực của Lý Vân Tiêu vượt xa dự đoán của Vu Dung, cường giả Vũ Tông cũng bị hắn phất tay đè chết. Sức chiến đấu như thế đừng nói trong Hỏa Ô Đế Quốc, nhìn khắp Thiên Vũ Đại Lục cũng thuộc hàng hiếm hoi. Vu Dung khâm phục tầm mắt và hào khí của Đinh Linh Nhi, nhưng lão không hiểu vì sao nàng giàu lo. Vu Dung tò mò hỏi. Mắt Đinh Linh Nhi lóe tia sáng, khẽ thở dài. Chim đầu đàn sẽ bị bắn rơi. Hiện tại KCP hương thế lực kéo đến, Vân Thiếu Gia sớm lộ ra thực lực của mình, một hơi đặc biệt thượng tầng Hỏa Ô Đế Quốc, còn đắc tội Đoạn Tình Sơn, ta sợ hắn dây vào rắc rối. Vu Dung chìm trong suy tư, trầm giọng hỏi. Nếu Lý Vân Tiêu bị giết thì chuyện của chúng ta biết tính sao? Hay triệu tập lực lượng Thiên Nguyên Thương Hội đến bảo vệ hắn? Đinh Linh Nhi trầm ngâm giây lát. Mỉm cười nói. Hy vọng là ta suy nghĩ nhiều, chúng ta không thể phỏng đoán hành động của Vân Thiếu Gia. Trước mắt Nam vực gió nổi mây phun, tùy tiện triệu tập lực lượng lại đây sợ rằng sẽ gây ra tứ phương chấn động. Nếu bị thương hội khác biết quan hệ giữa Vân Thiếu Gia và chúng ta sẽ càng nguy hiểm hơn. Thoạt trông Vân Thiếu Gia hành động lỗ mãng, hữu dũng vô mưu, nhưng thật ra suy tính kỹ càng, mưu kế chồng chất. Ta không nhìn thấu Vân Thiếu Gia được. Đôi mắt Đinh Linh Nhi sâu thẳm nhìn lên trời, mỉm cười nói. Giơ tay nhấc chân chấn chết Phú Tông, huyền khí kỳ lạ kia không phải vật tầm thường. Có thể bồi dưỡng ra đệ tử xuất sắc như thế, lại có nội tình cường đại như vậy, Lý Vân Tiêu ơi là Lý Vân Tiêu, thế lực sau lưng người rốt cuộc là ai? Đột nhiên tia chớp xẹt qua bầu trời, Lý Vân Tiêu cưỡi Huyền Lôi Kinh Vân Hống lướt nhanh qua Thượng Dương Thành bay một hướng. Lòng Đinh Linh Nhi rung động, con người có rút giật mình kêu lên. Vạn Bảo Lâu, chẳng lẽ thế lực sau lưng hắn thật sự là Vạn Bảo Lâu? Thoáng chốc tất cả thế lực tập trung ánh mắt vào Vạn Bảo Lâu. Một lát sau, trong gian phòng khách xa hoa nhất của Vạn Bảo Lâu, Ân Triều Dương mặt khổ qua mướp đắng ủ rũ gục đầu, chỉ huy nữ tỷ xinh đẹp rót trà bưng nước, tiếp đãi Lý Vân Tiêu với quy cách cao nhất. Lý Vân Tiêu lưu luyến thu về tầm mắt nhìn các mỹ nữ xuyên ta, hắn chuyển sang ngó Ân Triều Dương, mỉm cười hỏi. Như thế nào? Ân trưởng lão không hoan nghênh ta. Ân trưởng lão rối rít phân bua. Không dám, Vân Thiếu Gia từ xa đến làm hàn xa rực rỡ hẳn lên, nhưng mà. Lý Vân Tiêu bưng tách trà thơm lên nhấm nháp, mỉm cười hỏi. Nhưng sao? Lý Vân Tiêu ngồi bên cạnh làm bộ gã là không khí, cầm bánh ngọt tinh xảo trên bàn lên nhâm nhi, háo sắc tăm tia mấy mỹ nữ xinh đẹp trong phòng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 20.